chương 640, thanh toán. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, cười nói. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, chuyện như vậy chỉ có thể nhìn, mặc kệ ai thua ai thắng cũng không phải chúng ta có thể nhúng tay. Vũ Hoàng và Mộ Dung Thanh đều chiến ý mãnh liệt, lộ ra vẻ sục sôi. Vũ Hoàng là một đời kiêu hùng, khí thế bá chủ mạnh nhất, Mộ Dung Thanh là tính con lừa, chỉ có hứng thú với trở thành người mạnh nhất, tính cách ba người khác nhau, nhưng điểm tương đồng là cuồng nhiệt theo đuổi võ đạo, có sức mạnh bất khuất kiên cường, có quyết tâm không gì lo sợ. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không kết bái. Lại qua 30 năm, thiên hạ phải nhìn chúng ta chỉ điểm phong vân. Bọn họ đều rõng dạc nói, 30 năm đã muốn tranh với đại năng phá hư cảnh. Cái này nói ra thật có thể khiến người cười chết, nhưng ba người đều tràn ngập tự tin, lấy thiên phú của bọn họ, lại thêm đan dược của Lăng Hàn, trong vòng 30 năm tuyệt đối có cơ hội xông lên phá hư cảnh, chỉ điểm giang sơn. Còn có một tin tức nữa là gì? Lăng Hàn bình phục tâm tình, lại hỏi kha kha, tin tức này có chút ý nghĩa. Vũ Hoàng dừng một chút, trước đây không lâu, Trung Châu có một thành nhỏ đột nhiên tuyên bố thành lập tử Nguyệt Hoàng Triều, lập quốc chủ, thiết bách quan, vạn dân hành lễ. Lăng Hàn chố mắt, lại còn có người thành lập quốc gia, đây là muốn nháo loại nào. Ngoại trừ Bắc Hoang, tứ vực một châu không có khái niệm quốc gia, chỉ có từng gia tộc, tông môn cổ xưa phân chia địa vực, tất cả lĩnh một phương. Dù sao, Hằng thiên đại lục không có pháp quy gì, thừa hành chính là cường giả vi tôn, cường giả chính là vương pháp so sánh với cửu hoang và ngoại giới kỳ thực thiết lập quốc gia cũng rất tốt mọi người thừa hành pháp quy có thể giảm thiểu lượng lớn giết chóc đương nhiên nếu kẻ bề trên mục nát vậy mặc kệ là hoàng triều hay tông môn gia tộc kỳ thực đều giống nhau lang hàn đột nhiên nghĩ đến tại sao trung châu và tứ vực không lập hoàng triều phải biết quốc thế là đồ tốt lúc trước phú hoàng chỉ là nửa bước sinh hoa nhưng có thể đối phó sinh hoa cảnh chân chính ngoại trừ bản thân Vũ Hoàng mạnh mẽ, quốc thế cũng đưa đến tác dụng then chốt. Nếu quốc thế tốt như vậy, vì sao không có thế lực suy tính? Ở Hằng Thiên Đại Lục, Hoàng Triều là một cấm kỵ. Mộ Dung Thanh nói, Nam vực của ta có thiết luật, bất kỳ thế lực nào đều có thể tranh cướp địa bàn, nhưng tuyệt đối không thể thành lập Hoàng Triều, bằng không toàn bộ Nam vực cộng phạt. Vũ Hoàng cũng gật đầu nói, ta điều tra qua các điển tịch, khai quốc hoàng đế của bổn quốc là bởi vì ở Ma Thiên Bí Cảnh phát hiện bí truyền cổ đại mới nghĩ tới khai quốc mà nếu không phải bắc hoang quá nhỏ, lại lệch khỏi đại lục, e là đã sớm bị tiêu diệt. Không nói còn không nghĩ tới, quốc thế rõ ràng là đồ tốt, hữu ích đối với tu luyện, tại sao hằng thiên đại lục trước sau chưa từng thấy Hoàng Triều xuất hiện. Lăng Hàn lộ ra vẻ tò mò, ở kiếp trước cũng không có Hoàng Triều xuất hiện, chỉ là lúc đó tâm thần của hắn chuyên chú luyện đan, căn bản không đi để ý. Thế nhưng ở Thượng Cổ, thời kỳ Thượng Cổ chân chính, hằng thiên đại lục có Hoàng Triều, hơn nữa còn rất hung hăng. Hắn nói, như lôi động cửu thiên chính là từ trong bảo khố của cổ vương triều, hơn nữa, cái này còn không phải thần thông mạnh nhất. Đó là sự tình của mấy chục vạn năm trước, cổ vương triều kia muốn mang toàn bộ hàng thiên đại lục phi thăng thần giới, nhưng hiển nhiên thất bại. Lúc đó, cổ vương triều này thống nhất toàn bộ đại lục, cực kỳ hung hăng. Lẽ nào tử nguyệt hoàng triều này muốn lật trời sao? Vũ Hoàng và Mộ Dung Thanh đều kinh ngạc thốt lên, quốc chủ là ai? Lăng Hàn hỏi, họ mã, gọi mã đa bảo, tự xưng tử nguyệt thần hoàng. Vũ Hoàng nói, phốc, Lăng Hàn lần thứ hai phun ra ngoài, Ngó, Mã Đa Bảo, hắn nghĩ tới thời điểm ở Vạn Bảo Thành, Mã Đa Bảo đã từng ân cần mời hắn gia nhập, đồng thời khai thiên, không nghĩ tới mới qua mấy tháng, tên này thật làm ra một phen đại sự. Chỉ là, nếu không có thực lực chống đỡ, từ Nguyệt Hoàng Triều này có thể tồn tại bao lâu? Chờ chút, tựa hồ cổ Vương Triều là khai thiên thất bại, về sau phá diệt, mà Mã Đa Bảo cũng nói muốn khai thiên, thành lập một quốc gia, chẳng lẽ nói khai thiên nhất định phải lấy hình thức quốc gia sao? lăng hàn cảm thấy đầu có chút loạn, đời này yêu ma quỷ quái gì cũng xuất hiện. mã bảo đa tuyệt không phải người ngu, ngược lại thực lực người này sâu không lường được. lăng hàn hoàn toàn nhìn không thấu hắn. một là đối phương tu bí pháp gì, hai là thực lực của đối phương chí ít là thiên nhân cảnh cấp cao. hiện tại trái một cái thiên thi tông này tuyệt đối không phải loại an phật, khẳng định nhìn chằm chằm thiên hạ muôn dân muốn độc hại chúng sinh, luyện thành thi binh mà phải thì có tử nguyệt hoàng triều nếu lập quốc như vậy mở rộng bản đồ là chuyện tất nhiên miễn không được chinh phạt thiên hạ tái hiện hùng phong của cổ vương triều tựa hồ thiên hạ sẽ đại loạn lang hàn cảm thán hơn nữa ngũ đại tông môn còn tiên đoán sẽ có đại tai nạn tương tự vạn năm trước thực sự là hết thảy náo nhiệt đều đến cùng một lúc vũ hoàng cũng nói chúng ta chỉ có nỗ lực tu luyện tăng cao thực lực mới có khả năng tự vệ và nói chuyện mộ dung thanh tổng kết lang hàn và vũ hoàng đều gật đầu cái kia con thỏ ở một bên nghe rất lâu, mới giơ móng vuốt nhỏ lên nói. Thỏ ra có chút hiểu rõ chuyện này. Há, nói mau, tinh thần của Lăng Hàn liền tỉnh táo. Con thỏ giả vờ giả vịt nói. Ô, trà của thỏ ra đâu, a à, nó còn muốn bắt bí một chút, kết quả lại bị hổ nữ cắn đến kêu oa oa. Nói mau, hổ nữ bất mãn nói. Con thỏ này quả thật có chút tiện, biết rất rõ hổ nữ thích ngoạm ăn nó nhất, nhưng hết lần này tới lần khác đều muốn trêu chọc hổ nữ, nó ho khan một hồi mới nói, thỏ ra nhất mạch có một đồn đại, là mỗi cách vạn năm, thiên địa sẽ tiến hành một lần thanh toán, đến thời điểm đó, sinh linh đồ thán, chỉ có một bộ phận người rất nhỏ mới có thể tiếp tục sống. Thanh toán, lăng hàn kinh ngạc, này lại là một lời giải thích không giống. Như thỏ ra, loại có lão tổ tông sống ở thần giới, liền thuộc về đối tượng được miễn, không người nào dám động thỏ ra một sợi lông, thế nhưng như các ngươi, khà khà, vậy thì thảm rồi. Con thỏ nói, Lăng Hàn không khỏi xì si cười, cái thanh toán này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu nha. Tiểu tử, đây chính là mệnh của loài thỏ, nhìn thoáng một chút. Con thỏ an ủi, nhưng thấy thế nào cũng giống như là hả hê. Thanh toán, vì sao phải thanh toán? Là người nào thanh toán? Lăng Hàn hỏi, con thỏ chỉ chỉ trời nói, đến cùng là vì sao, thỏ ra cũng không biết, trời cao, trời cao chính là chỉ thần giới, thiên đạo thì không đến nỗi gieo vạ muôn dân nha. Mà từ ký ức linh thạch của Tử Tuyết Tiên lưu lại, lúc trước là người thần giới đến, muốn diệt toàn bộ muôn dân. Lăng Hàn trở lại vấn đề cũ, thần giới thật muốn thanh toán, chỉ bằng năm thượng của tông môn là làm sao chặn. Trong này khẳng định còn có nguyên nhân khác, đáp án có thể giấu ở trong thanh hòa điện. Lăng Hàn càng thêm bức thiết muốn có được cổ địa đồ. Lăng Hàn, đi ra nhận lấy cái chết, chương 641, ba huynh đệ liên thủ. Thanh âm lạnh lùng vang lên, như lưỡi đao xẹt qua, lá cây ở phụ cận dồn dập hạ xuống, bị chém nát tan, không ít người đều thổ huyết, càng ngơ ngác, người này là ai, chỉ một thanh âm liền đáng sợ như thế, khiến người ta muốn tan vỡ. Tam đệ, kẻ thù của ngươi sao? Mộ dung thanh hỏi, lập tức tràn đầy phấn khởi, để ta bắt hắn lại cho. Lang Hàn cười nói, nhị ca, ta sợ ngươi không phải là đối thủ của hắn. Há, người kia là ai? Ngay cả Vũ Hoàng cũng hiếu kỳ, lộ ra chiến ý hừng hực. Tiểu đao vương, vù, một bóng người hiện lên, vóc người thon dài, cả người quấn quanh đao ý, hóa thành vô số thanh đao hình dạng khác nhau, có trường đao có đoản đao, có kim đao có ngân đao, mỗi một thanh đều đan dày mạch văn, tỏa ra ý cảnh mạnh mẽ. Tất cả mọi người bàng hoàng, có mấy người không tự chủ được quỳ xuống. Phải biết người có thể tới nơi này đều là thiên tài, làm sao cũng tu ra một đạo khí, nắm giữ tiềm chất võ trung vương giả, nhưng dù như vậy vẫn không đỡ nổi khí thế của người kia, có thể thấy được người này đáng sợ dường nào. Vương Trung Chi Vương, nơi đây, thiên tài tập hợp, lại qua gần một tháng, người đến tự nhiên càng nhiều nhưng hiện tại bị khí thế của tiểu đao vương áp bức mấy vạn người lại không ra một chút xíu âm thanh đây mới là phong thái của vương trong vương chỉ đứng đó liền để vô số thiên tài cúi đầu lang hàn đứng dậy vũ hoàng và mộ dung thanh ở hai bên hắn bày ra tư thái cùng tiến cùng lùi tiểu đao vương linh anh cảnh đỉnh cao dù ba người liên thủ cũng sẽ không ai nói cái gì cảnh giới đặt ở đó đừng nói ba người hợp công dù mười người hợp chiến cũng không quá đáng không phải chứ tiểu tử này còn kết thù với tiểu đao vương. Cha cha, trước đó vài ngày đánh mông y vân tiên tử, đắc tội thanh lôi tông, hiện tại lại bị tiểu đao vương của tuyệt đao tông truy sát, năm thượng của tông môn hắn đắc tội hai cái rồi. Ồ, vì sao tiểu đao vương muốn giết tiểu tử này, lẽ nào tiểu đao vương thích y vân tiên tử sao? Không thể nào, nghe nói y vân tiên tử khuynh tình lang thiên nhai. Sách, tình tay ba, thật loạt, sai sai sai, hiện tại còn thêm tiểu tử này, nói rõ tình tay bốn nha. Mọi người dồn dập nói, không riêng nữ nhân, kỳ thực nam nhân cũng rất bát quái, đặc biệt là loại như Lý Phong Vũ, hận không thể kéo giọng gọi to. Tiểu đao vương đứng ngạo nghế ở giữa không trung, hắn vẫn truy kích Lăng Hàn, nhưng lại mất dấu, cho đến trước đó vài ngày nghe nói Lăng Hàn đại náo tiệc rượu của Vương Y Vân, hắn mới chạy tới. Ánh mắt của hắn đảo qua ba người Lăng Hàn, khóe miệng lộ ra vẻ khinh bỉ. Chỉ bằng ba người các ngươi cũng muốn chặn ta, không thử sao biết, Lăng Hàn hào khí can vân, hai huynh đệ kết nghĩa của hắn đồng dạng là võ trung vương giả, đặc biệt là Vũ Hoàng, có thể nói có đại tài nên trưởng thành muộn, nhưng trái lại hậu tích bạc phát, sức chiến đấu kinh người. Hư, ngu xuẩn, tiểu đao vương không có hứng thú nói chuyện, trực tiếp tế đao vung chém, một đạo đao khí đáng sợ cuốn qua, như thiên hà đổ ngược, từ giữa bầu trời rơi xuống. Giả mang, lăng hàn hét lớn một tiếng, trực tiếp lấy ra ma sinh kiếm ngăn chặn, đối mặt cường địch như tiểu đao vương, hắn không thể bảo lưu, bằng không chính là cầm tính mạng của mình đùa giỡn. Keng, bảo kiếm đón nhận đao mang, nhưng thân hình của Lăng Hàn bị đẩy lùi về phía sau, hai chân như búa, đạp đến tảng đá vỡ vụn. Phá, Lăng Hàn hét lớn một tiếng, trường kiếm chém xuống, phốc, đao mang từ trong mà đứt, phân hai bên xẹt qua, mà Vũ Hoàng và Mộ Dung Thanh đã giết ra ngoài, hai người đều dùng quyền, ý chí võ đạo và nguyên lực bao vây ở trên nắm tay, nắm giữ lực sát thương cực kỳ đáng sợ, có thể chống đỡ lưỡi dao sắc. hư hai tiểu nhân vật mới vừa vào linh anh cảnh, cũng muốn đối địch với ta. Tiểu đao vương cười gần, rút đao vung chém, khí thế đường đường. Vũ hoàng gào thét, song quyền huy động liên tục, ánh quyền phun trào, sát khí 10 phần. Ồ, oh, tiểu đao vương kinh hãi, mang, cho dù chỉ là 10 đạo khí ngưng tụ cũng nghiền ép ba mươi đạo khí, đây là bản chất. Mộ dung thanh cũng phát huy, tuy hắn chưa ngưng tụ mang, nhưng nắm giữ khí đạt đến hai mươi chín, sức chiến đấu không thể khinh thường. Phía dưới, Lăng Hàn cũng vùng kiếm giết tới. Ha ha ha, ba tiểu nhân vật, không đáng nhắc đến. Tiểu đao vương lập tức chấn định lại, tuy Vũ Hoàng ngưng tụ mang, nhưng chỉ là 10 đạo khí, mạnh có hạn. Mà hắn chiếm cứ ưu thế cảnh giới, coi như nửa hóa thần cảnh, sức chiến đấu đã sớm xông lên tầng thứ này, chỉ ít cũng có sức chiến đấu của hóa thần năm tinh, mạnh đến nỗi kinh người. Hắn vung một đao, nhất thời, ba người lăng hàn đều không dám đón đỡ, chỉ có thể lùi. Ha 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 ha, tiểu đao vương cười to, nhìn chằm chằm lăng hàn điên cuồng chém, người này giết cha của hắn, để hắn hận thấu xương, còn một tiểu nha đầu khác đạt được thần thông lôi động cửu thiên của hắn, hắn cũng phải giết, trực tiếp rút hồn. Lăng hàn hừ một tiếng, trên người có ánh chấp lấp lẽ, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước người tiểu đao vương, chém qua một chiêu kiếm. Cái gì, tiểu đao vương kinh ngạc thốt lên, cũng không phải bởi vì tốc độ của lăng hàn quá nhanh, mà thân hình đối phương có ánh chấp lấp lẽ, này rõ ràng chính là lôi động cửu thiên. Làm sao có khả năng, thần thông chỉ có thể truyền thừa một người, tại sao trước có hổ nữ, lại thêm lăng hàn, hai người đều học được lôi động cửu thiên. Nếu như hắn biết không chỉ lăng hàn và hổ nữ, còn có hách liên tầm tuyết cũng học được lôi động cửu thiên, vẻ mặt sẽ như thế nào a? À? đại khái là khiếp sợ đến không thể nào tiếp thu đi. Sao người có khả năng học được lôi động cửu thiên? Tiểu đao vương lạnh lùng nói, hổ nữ rõ ràng ở phía dưới, không thể bị rút thần hồn, như vậy vì sao lăng hàn học được thần thông này? Mắc mớ gì tới ngươi, Lăng Hàn vùng kiếm chém tới, 29 đạo kiếm khí ngưng tụ thành giả mang, gào thét về phía tiểu đao vương. Đây là linh khí cấp 10 kích thích ra giả mang, uy năng không kém mang chân chính, ngay cả tiểu đao vương cũng không dám khinh thường, nhất định phải múa đao chống đỡ, nếu bị kiếm mang chém chúng, ngay cả hắn cũng bị trọng thương. Ánh mắt của tiểu đao vương lạnh lẽo âm trầm, cười lạnh nói. Cũng được, vậy chỉ cần giết ngươi là xong, tuy hắn không để hổ nữ ở trong lòng, nhưng thân pháp của tiểu nha đầu nhanh đến hắn cũng hoảng sợ, hoàn toàn không thể bảo đảm có thể thuận lợi đắc thủ tay trái của hắn đẩy ra quét ngang vũ hoàng và mộ dung thanh tay phải cầm đao chém lăng hàn đao đao không lưu tình hắn chỉ muốn mạng của lăng hàn ba huynh đệ lăng hàn liên thủ nhưng tiểu đao vương quá mạnh mẽ sức chiến đấu cấp bậc hóa thần cảnh để hắn chiếm cứ thượng phong tuyệt đối mỗi một chiêu nổ ra đều làm ba người lăng hàn vô cùng chật vật trừ khi lăng hàn lấy diệt long tinh thần tiện áp chế nếu không ba người sẽ bại thảm hại lăng hàn cắn dược đó là ngũ chuyển huyền ngọc đan hắn tổng cộng luyện chế ra 3 viên, trước đối chiến với hiên viên tử quang ăn một viên, hiện tại là viên thứ hai. Đan dược vào bụng, lập tức có tác dụng, đầy đủ tăng lên chín tinh sức chiến đấu. Sức chiến đấu của hắn nguyên bản đạt đến Linh Anh 15 tinh, thậm chí càng càng mạnh hơn, hiện tại lại tăng lên chín tinh, nhất thời tiến vào hóa thần cảnh. chương 642, yêu hồi nguyệt giúp đỡ. Đây thực sự là khó mà tin nổi, sinh hoa cảnh mà thôi, lại nắm giữ sức chiến đấu của hóa thần cảnh tuy chỉ tương đương với hóa thần một tinh, có điều, hiệu quả của đan dược cũng từng bước giảm dần. Trước đó thời điểm Lăng Hàn ăn viên ngũ chuyển huyền ngọc đan thứ nhất, hắn tăng lên tới 10 tinh sức chiến đấu, hiện tại tuy chỉ giảm một tinh, nhưng là chân thực hạ thấp. Hết cách rồi, đan dược đều có kháng dược tính, đan dược càng cao cấp kháng dược tính sẽ càng mạnh, bây giờ còn có thể tăng lên 9 tinh sức chiến đấu, lần sau sẽ rơi xuống 8 tinh, sau này là 7 tinh. Cuối cùng trở nên không có hiệu quả, Thật giống như ăn nhân sâm ngàn năm kéo dài tuổi thọ, cây thứ nhất có thể kéo dài 30 năm, nhưng cây thứ hai liền giảm phân nửa, thứ ba cây lại giảm phân nửa của phân nửa. Lăng Hàn thét dài, trường kiếm vung chém, rốt cục nắm giữ tư cách đối kháng tiểu đao vương. Chỉ là, chênh lệch giữa hai bên vẫn rất lớn, ngũ tinh đối chiến một tinh, đây là nghiền ép tuyệt đối. Cũng còn tốt, có Vũ Hoàng và Mộ Dung Thanh kiềm chế, tuy sức chiến đấu của bọn họ xa xa không đạt đến hóa thần cảnh, nhưng dù sao cũng là thiên tài, một cái nắm giữ mang một cái khác tu ra 29 đạo khí, mặc cho tiểu đao vương cũng không dám để bọn họ tùy ý oanh kích. Lăng Hàn là chủ công, tự nhiên hoàn mỹ lùi ra xa, lấy lạc nhật cung uy hiếp tiểu đao vương, bắn cung cần khoảng cách để phát huy uy lực, khoảng cách gần chiến đấu, cung hầu như không có không gian phát huy. Có điều, cả người hắn bao vây ánh chấp, đây chính là thượng cổ đại thần thông, lôi điện chi lực cực kỳ đáng sợ, bị oanh một phát không chỉ tứ chi tê dại, ngay cả nguyên lực cũng sẽ xuất hiện vướng víu, giảm mạnh sức chiến đấu của tiểu đao vương. Điều này làm cho tiểu đao vương sau khi nổi giận càng tràn ngập ý nghĩ với lôi động cửu thiên, hắn nếu như học được môn thần thông này, sức chiến đấu sẽ tăng năm tinh, không, 10 tinh. Ngẫm lại xem, chỉ là Linh Anh cảnh đỉnh cao mà thôi, liền có thể chém giết cường giả hóa thần tầng 9, đây là kinh người thế nào. Sát khí của hắn như sôi, trường đao vung chém, không ngừng bổ về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn triển khai quỷ tiên bộ, hắn là chủ công, nhưng sẽ không ngu đến mức liều mạng với tiểu đao vương, tranh lệch giữa hai bên vẫn tương đối lớn, hắn hoàn toàn không có tư cách chính diện liều mạng. Tiểu đao vương thể hiện ra phong thái vô địch, một người độc chiếm ba siêu cấp thiên tài, không chỉ không rơi xuống hạ phong, ngược lại còn chiếm thượng phong tuyệt đối, chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung. Bốn phía mấy vạn người không ai không dại ra, kinh ngạc thực lực cường đại của bốn người này. Tiểu đao vương mạnh, nhưng ba người lăng hàn cũng không kém, dù sao có cảnh giới tranh lệch, bằng không đánh nhau cùng cấp, ai thua ai thắng cũng thật là khó nói. veo nhưng lúc này, lại một bóng người xuất hiện, vùng kiếm giết tới. Này là ai đây? Một chiêu kiếm đảo qua, 29 đạo kiếm khí ngang dọc. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, thế giới này làm sao vậy? Nắm giữ 10 đạo khí đã có tư cách ngưng tụ thành mang, ở trong vương giả xương vương, người nắm giữ 11, 12 đạo khí hầu như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng bây giờ thì sao, người nắm giữ 29 đạo khí dồn dập nhô ra, trở nên không đáng giá. Đạo công kích này gọt về phía tiểu đao vương. Yêu hồi nguyệt, tiểu đao vương gào thét, một đao chém ra, bổ về phía kiếm khí, oanh, kiếm khí nát tan, nhưng hắn cũng không rảnh phát động tấn công lăng hàn. Thiên hạ đệ nhị kiếm, yêu hồi nguyệt, ai có thể nghĩ tới, người đột nhiên xuất thủ lại là yêu hồi nguyệt. Ngay cả lăng hàn cũng hơi kinh ngạc, hắn và yêu hồi nguyệt thật giống như không có giao tình gì nha, sao đối phương lại giúp đỡ. Người này là đối thủ của ta, chỉ có thể do ta chém giết. Yêu hồi nguyệt vung kiếm mà đứng, gió núi thổi qua làm tay áo của hắn phiêu phiêu, như tiên nhân. Tiểu đao vương giận dữ, con mẹ nó đây cũng là lý do. Hắn uy nghiêm đáng sợ nhìn yêu hồi nguyệt nói, người còn non lắm, 10 cái gộp lại cũng không phải là đối thủ của ta. Yêu hồi nguyệt không để ở trong lòng nói, người chỉ tu luyện hơn ta nhiều năm mà thôi, nếu cùng cảnh giới chiến một trận, hay cùng tuổi chiến một trận, ta đánh bại ngươi dễ như trở bàn tay. Tiểu đao vương, người chưa từng được ta để ở trong lòng, thiên tài số một của tuyệt đao tông là từ tu, chỉ có hắn mới xứng làm đối thủ của ta. Tiểu đao vương không khỏi lộ ra vẻ tức giận, đây là miệt thị trần trụi. Hắn dung trường đao lên nói, yêu hồi nguyệt, người muốn chết phải không? Người có năng lực này sao? Yêu hồi nguyệt mua kiếm đón nhận, cùng lăng hàn liên thủ hợp chiến tiểu đao vương. Hắn cũng bước vào linh anh cảnh, nhưng chỉ là linh anh tầng 3, nhưng sức chiến đấu cao đến đáng sợ, cực kỳ kinh người. Bảo kiếm trong tay của hắn cũng là linh khí cấp cao, Vung chém vạn pháp quy nhất, lực phá hoại kinh người, để tiểu đao vương không thể không nghiêm nghị đối mặt. Yêu hồi nguyệt ngưng tụ tự nhiên cũng là giả mang, hắn vẫn chưa bước vào cửa ải 30 đạo khí, bởi vậy không lựa chọn ngưng mang, bằng không hắn lại phát động vạn pháp quy nhất, lực phá hoại sẽ càng thêm kinh người. Trong lòng lăng hàn thở dài, hắn cũng biết huyền nguyên tam thức nha, đáng tiếc, đến Trung Châu không dám dùng lung tung, chỉ có gặp phải nguy cơ sống còn mới có thể sử dụng. Có điều, hiện tại hắn chủ công, chặn tiểu đao vương đánh chính diện, mà yêu hồi nguyệt, vũ hoàng, mộ dung thanh có thể thong dong mở hết sức chiến đấu, tự nhiên cho tiểu đao vương uy hiếp cực lớn. Chỉ nhìn tình thế một cách đơn thuần, tự nhiên vẫn là bốn người lăng hàn tràn ngập nguy cơ, như đi ở trên dây thép, nhưng tiểu đao vương cũng chưa chắc thắng được, bởi vì chỉ cần hắn sơ sẩy liền thua cả bàn, bị ba người yêu hồi nguyệt đánh nổ. Đặc biệt là yêu hồi nguyệt, uy lực của vạn pháp quy nhất thực quá mạnh mẽ. Đáng ghét, tiểu đao vương gào thét, nhưng bỗng nhiên quay đầu rời đi, bốn thiên kiêu liên thủ, coi như hắn chiếm cứ thượng phong cảnh giới cũng không thể làm gì, đánh tiếp nữa là không có ý nghĩa. Hắn cầm được thì thả xuống được, lúc này rời đi, cũng không tin bên người Lăng Hàn vẫn có nhiều thiên kiêu đi theo như vậy. Đáng ghét a, hắn không mang con rối kim cương theo bên người, bằng không có một con rối hóa thần cảnh giúp đỡ, quét ngang bốn người này là dễ như trở bàn tay. Lăng Hàn thu kiếm, nhìn về phía Yêu hồi nguyệt, cười nói: "Yêu hồi nguyệt, thật không nghĩ tới ngươi sẽ xuất thủ." Hư ta không phải giúp ngươi, mà không ưa tiểu đao vương lấy lươn ép nhỏ, lại nói, tính mạng của ngươi phải do ta đến chung kết, đây là ta đã sớm nói. Yêu hồi nguyệt lạnh lùng nói, ha 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 ha, ta chờ, lăng hàn vỗ vai của yêu hồi nguyệt, cảm thấy tên này rất thú vị. Không nên thân thiết như vậy, ta không phải là bằng hữu của ngươi. Yêu hồi nguyệt lạnh lùng nói, không phải bằng hữu cũng không có quan hệ, đến, cùng uống rượu. Lăng hàn cười nói, kéo lấy yêu hồi nguyệt ngồi xuống. Toàn nhi, Yêu hồi nguyệt cũng không từ chối, hắn rơi xuống đất, lập tức nhìn lại Chư Toàn Nhi, chỉ là nhìn thấy mặt của nàng thì không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nữ nhân này là ai? Chư Toàn Nhi chỉ rụt rè nở nụ cười, duy trì khoảng cách tương đối. Yêu hồi nguyệt trợn mắt ngoác mồm, vóc người của đối phương tuyệt đối là Chư Toàn Nhi a, hơn nữa gọi tên của đối phương, đối phương cũng đáp lại. Đây thực sự là Chư Toàn Nhi, cái này tuyệt không phải là Chư Toàn Nhi của hắn. Chương 643: Thiên Vân Tử Lôi Yêu hồi nguyệt cực kỳ đau lòng, chư toàn nhi của hắn lại như vậy, thời điểm ở Bắc Phục, chư toàn nhi chỉ bằng vóc người và khí chất toát ra liền để hắn mê say, tam tâm tình nguyện quỳ gối ở dưới chân nàng, hiện tại thật nhìn thấy dung nhan của đối phương, lại phảng phất như cắt lòng hắn một đao. Tương phản cũng quá lớn đi, mối tình đầu của hắn lại hóa thành bọt nước như vậy. Lăng Hàn cười ha ha, ôm lấy vai của Yêu hồi nguyệt nói: "Tiểu yêu, ngày mai chúng ta quyết đấu sinh tử là chuyện của ngày mai, ngày hôm nay cảm tạ ngươi." đến chúng ta uống rượu không say không về người có năng lực tự kiềm chế như yêu hồi nguyệt đương nhiên là không muốn uống say nhưng hiện tại hắn chỉ muốn một say giải ngàn cừu khó chịu không lên tiếng ngồi xuống ai đến cũng không cự tuyệt luôn rót cho mình rất nhanh liền ngã trổng vó ngủ say như chết tử lượng thật kém vũ hoàng cười nói nhưng lang hàn lại ý tứ sâu xa nói rượu vào khổ tâm rất dễ say a à. ngày thứ hai thời điểm yêu hồi nguyệt tỉnh lại phát hiện mình một thân một mình nằm ở trên tảng đá vừa dậy liền cảm thấy đau đầu, di chứng sau say rượu phát tác. Hắn ôm đầu, thầm nghĩ sau này tuyệt không thể uống say như vậy. Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời, không khỏi lộ ra nụ cười tự diếu. Trước đó, hắn đi theo làm tùy tùng, cực kỳ lấy lòng chưa toàn nhi, kỳ thực là chân chính yêu nàng sao. Ngay cả một nữ nhân chưa từng gặp mặt, thì làm sao có khả năng sản sinh cảm tình. Chỉ là cảm giác của hắn lừa gạt mình, tưởng tượng đối phương thành một mỹ nữ tuyệt thế, mới sẽ chân thành ngưỡng mộ, mà hiện tại mộng tan rồi, từ nay về sau, có thể thả hết tâm tư ở võ đạo. Yêu hồi nguyệt thông suốt, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, bởi vì hắn chạm tới bình phong của 30 đạo kiếm khí. Quả nhiên, tâm tình gợn sóng kịch liệt có ảnh hưởng rất lớn tới khí, trước đó hắn khổ sở tu luyện cũng không bắt được trọng điểm. Ta muốn trở thành người số một trong thế hệ trẻ tuổi. Hắn hào hùng vạn trượng nói, hoàn toàn quên thất ý trên tình trường, thiên tài đương nhiên là có năng lực kiềm chế rất mạnh. Lăng Hàn lại đợi năm ngày, tàn giả vẫn chưa gặp tên đệ tử của thiên kiếm tông kia nhưng có một tin truyền đến đại minh sơn phát sinh địa chấn thật giống như có bảo vật xuất thế ánh chấp trùng thiên ấn chiếu tinh không vì thế rất nhiều người đã xuất phát chạy về đại minh sơn dù sao cũng ở trong phi hoa quận chạy tới chỉ một hai ngày mà thôi lang hàn vì hội hợp tàn giả chỉ có thể kiềm chế lại nói ánh chấp lấp lóe cũng không có nghĩa là có báu vật xuất thế trước đó hắn dẫn lôi nhập thể tu luyện lôi động cửu thiên, không phải cũng xúc động chấp giật oanh kích một ngày một đêm sao? Nói không chắc, đây là một người tu luyện công pháp hệ lôi đang bước ra bước then chốt. Lăng Hàn kiên trì chờ đợi, có điều Vũ Hoàng và Mộ Dung Thanh đã lên đường xuất phát, nói nếu như nơi đó thật có bảo vật, liền nhất định mang về cho Lăng Hàn, để hắn chân chính tu thành thân thể lôi điện. Hai vị huynh đệ một mảnh thành ý, Lăng Hàn cũng khó nói không, chỉ có thể mặc bọn họ rời đi. Có điều Lăng Hàn quả thật rất muốn tu thành thân thể lôi điện hiện tại hắn chỉ là mượn lôi điện chi lực ra tốc thân hình, nhưng nếu thân hóa lôi đình, tốc độ của hắn còn có thể tăng lên một đoạn, có thể sánh ngang hổ nữ. Đại Minh Sơn, này không phải một trong 21 sơn mạch giống thương mang sơn sao. Sau khi chư Toàn Nhi biết được, liền nói với Lăng Hàn. Lăng Hàn gật đầu, sẽ không trùng hợp như vậy chứ, Thanh Hòa Điện thật sự ở nơi đó. Không phải là không có khả năng, bởi vì từ tuyết tiên tu là lôi điện chi lực, mà Đại Minh Sơn có ánh chớp trùng thiên, cũng quá khéo đợi thêm một ngày nếu như tàn giả còn không có tin tức chúng ta liền xuất phát lang hàn quyết định nhanh chân đến xem có điều ban đêm hôm ấy tàn giả về nhưng mang đến một tin xấu tên đệ tử chân truyền kia của thiên kiếm tông không thể lấy được cổ địa đồ nói tông môn khống chế cực nghiêm xem như võ đạo công pháp thượng thừa nhất chắc chắn sẽ không để người ngoài nhìn thấy đừng nói người ngoài không thể nhìn thấy người của tông môn muốn xem vậy cũng phải đến cấp độ nhất định tỉ như thiên nhân cảnh hay môn nhân xuất sắc giống như yêu hồi nguyệt Đệt, Lăng Hàn không nhịn được chửi bậy, chỉ là một bản đồ mà thôi, có quý giá như thế sao? Thiên kiếm tông sợ bọn họ phát hiện cái gì? Bí mật của tử tuyết tiên lưu lại. Hẳn không phải, bọn họ làm sao biết tử tuyết tiên lưu di ngôn, lại nói, đã qua nhiều năm như vậy, nói không chắc nơi này đã trôn dưới lòng đất, hay triệt để phá hủy. Ngũ đại tông môn này không bình thường, Lăng Hàn không trần chờ nữa, mang theo chư toàn nhi, hổ nữ đi về đại minh sơn, con thỏ tự nhiên đi theo, cả ngày ăn nhân sâm ngàn năm như cải củ, còn không biết ngượng nói đây là lợi tức, lúc nào Lăng Hàn đưa cho nó hai cây long huyết phách phương tham, mới có thể không thanh toán lợi tức. Hậu quả tự nhiên là bị hổ nữ cắn, để nó hoa hoa kêu thảm thiết, nhưng lại không dám đánh trả, tiện đến mức tận cùng Một đường cười cười nói nói, đánh lộn, rất nhanh bọn họ liền đến Đại Minh Sơn. Phi hoa quận không phải quận lớn nhất Trung Châu, nhưng tuyệt đối là quận nắm giữ nhiều sơn mạch nhất. Đại Minh Sơn này là một dãy núi lớn, liên miên mấy trăm dặm, lớn kinh người. Nơi này tràn ngập khí thức nguyên thủy, có yêu thú đáng sợ hoành hành, người bình thường là không dám thâm nhập, sợ ý một chút liền mất mạng. Lăng Hàn nhìn, cây cối nơi này đều như bảo kiếm, độ cao phổ biến trên trăm trượng, thẳng như bút, ít có phân cành, nhìn liền cho người ta có một loại cảm giác túc sát. Mà ở phía đông sơn mạch, quả nhiên có một ánh chấp phóng lên trời, dâng trào, truyền vang toàn bộ ngọn núi. Qua xem một chút, ba người Lăng Hàn bay qua nơi đó, hiện tại ngay cả chư toàn nhi cũng đột phá sinh hoa cảnh thực lực đội ngũ của bọn họ có thể nói rất cường hãn bọn họ đi tới dưới ngọn núi chỉ thấy sườn núi thỉnh thoảng có ánh chấp lao ra nơi đây là lôi nguyên ảnh hưởng cả ngọn núi khiến người ta không dám tới gần lăng hàn lộ ra vẻ khiếp sợ bật thốt lên thiên vân tử lôi ô tiểu tử ngươi lại biết thiên vân tử lôi con thỏ kinh ngạc có vẻ rất kỳ quái đây là một trong thượng cổ thập đại tuyệt lôi nha cái gì thập đại tuyệt lôi chư toàn nhi tò mò con thỏ lại có tính lừa, có người cổ động nó liền tinh tướng, nhưng bị hổ nữ trừng mắt, nó sờ sờ cái mông vẫn chưa lành, không dám trêu chọc nói. Thiên địa có linh, ngay cả đất, nước, gió lửa. Cũng có khả năng xúc tích ra linh trí, hình thành sinh mệnh đặc thù. Há, này không phải hỏa linh thạch linh thủy linh sao? Chư Toàn Nhi bừng tỉnh, vỗ tay nói, lẽ nào nơi này có một vị lôi linh, lang hàn gật đầu, hẳn là như vậy, hơn nữa còn là một gia hỏa ghê gớm, chương 644, tiến vào lôi khu, ghê gớm cỡ nào, chư Toàn Nhi lại hỏi, Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nghiêm mặt nói, cho dù là thiên địa xúc tích sinh linh, cũng có mạnh yếu khác biệt, nếu lôi linh có xếp hạng thực lực, thiên vân tử lôi có thể xếp vào 10 vị trí đầu, rất lợi hại. Đại thạch đầu và dị hỏa có thể xếp thứ mấy, chư Toàn Nhi hiếu kỳ, có so sánh mới có thể nhận thức rõ ràng. Lăng Hàn trầm ngâm nói, tiểu thạch nhiều nhất chen vào 100 vị trí đầu, dị hỏa vốn không nhất định nhưng sau khi bị rèn luyện, hiện tại cũng có thể đi vào 100 vị trí đầu. Lúc này chưa Toàn Nhi mới thay đổi sắc mặt, mới chen vào 100 vị trí đầu liền mạnh như vậy, vậy 10 vị trí đầu sẽ lợi hại bao nhiêu? Lại như thiên kiêu bảng của Bắc vực Linh Hải tầng 9 có thể chen vào 100 vị trí đầu, nhưng 10 vị trí đầu là nhân vật gì? Thần thai cảnh, kém không phải nhỏ tí tẹo, như vậy, thiên vân tử lôi này đáng sợ ra sao? Lăng Hàn nhìn kỹ, lại nói, sức mạnh lôi đình không bị khống chế phát tiết, nói rõ lôi linh sắp sửa xuất thế. Nếu như nó thật hóa thành tồn tại có linh thức, sợ là không ai có thể thu được nó. Trước tiên không nói sức chiến đấu của lôi linh đáng sợ dường nào, chỉ là tốc độ, có mấy người có thể bắt được. Lăng Hàn mới chỉ là sinh hoa cảnh, nhưng tốc độ lại có thể sánh ngang hóa thần cảnh, lôi linh là lôi đình chi thân thuần túy, tốc độ của nó lại nhanh bao nhiêu. Có thể phải điều động phá hư cảnh mới có thể bắt giữ. Chờ chút, Lăng Hàn ngẩn ra, năm đó từ tuyết tiên tuyệt đối là phá hư cảnh, như vậy lôi linh này có phải là bị nàng bắt lấy? Vẫn áp chế ở nơi này, chỉ vì vạn năm đi qua, cấm chế bắt đầu yếu bớt, lại thêm địa chấn khiến hoàn cảnh biến hóa, làm cho cấm chế suy yếu thêm, lôi linh rốt cục thoát vây, bắt đầu bước lột xác cuối cùng. Nơi này, lẽ nào thật sự là thương mang sơn năm xưa, lang hàn động lòng, hắn vẫn chưa thể thân hóa lôi đình, nhưng nếu có thể luyện hóa thiên vân tử lôi, hắn nhất định có thể tu lôi động cửu thiên đến đại thành, ít nhất cũng tiểu thành nha, chân chính tu thành, mà không phải lương ương như bây giờ. Hắn kích động đến thân thể run run, nếu thật thu được, sức chiến đấu của hắn sẽ đáng sợ đến mức nào. Sợ là thật có thể lướt qua một cảnh giới lớn, sinh hoa cảnh ngang hàng hóa thần cảnh, chuyện này thật như thần thoại. Ta cách kim cương thể chỉ kém một bước, cách 30 đạo kiếm khí cũng chỉ một bước, nếu như được thiên vân tử lôi, rèn luyện, nói không chắc ta có thể đạt tới kim cương thể, tu ra 30 đạo kiếm khí, đến thời điểm đó, ngưng mang, sinh linh anh, lôi đình luyện thân, làm liền một mạch, như vậy bước vào linh anh cảnh, ta liền có thể chiến hóa thần cảnh. Đây thực khó mà tin nổi, vượt qua 5 tinh chiến đấu là thiên tài siêu cấp, mà vượt qua 10 tinh chính là cấp độ nghịch thiên như kiếm đế, thiên phượng thần nữ. Nhưng nếu Lăng Hàn dùng toàn lực, hiện tại liền có thể vượt qua 20 tinh chiến đấu. Đương nhiên, đây là tính cả ba môn thần thông, Ma Sinh kiếm, Huyền Diệu Tam Thiên và Bất Diệt Thiên Kinh, thiếu một thứ, sức chiến đấu của hắn sẽ rơi xuống mấy tinh. Thế nhưng, nếu có thể dung hợp dị lôi Hắn tay không, chỉ bằng ba đại thần thông liền có thể nắm giữ sức chiến đấu 20 tinh trở lên. hừm này đủ để trấn áp hung bà nương Thiên Phượng thần nữ a. Lăng Hàn lẩm bẩm, nói thế nào hắn cũng là chủ nghĩa đại nam tử, tuyệt không cam tâm bị Thiên Phượng thần nữ áp chế. Chỉ là hiện tại không biết hung nữ nhân kia có tu vi gì, coi như chỉ là thần linh thấp nhất, e rằng một ngón tay cũng có thể trấn áp ta. Ai, con đường trấn áp ác nữ rất dài, ta còn phải cố gắng. Lăng Hàn thất thần một lúc, vỗ tay nói: Toàn Nhi, nàng ở lại chỗ này trước, Chư Toàn Nhi hiểu ý, gật gù, cố ý muốn nói chuyện riêng với Lăng Hàn, kéo hắn vào trong rừng rậm. Khi Lăng Hàn thả thần thức, muốn thu nàng tiến vào hắc tháp, nàng liền tranh thủ hôn Lăng Hàn một cái, lúc này mới tiến vào trong hắc tháp. Cô nàng này, Lăng Hàn lắc đầu một cái, hắn và Chư Toàn Nhi tình cờ đề cập tới sự tình của Thiên Phượng Thần Nữ, nghĩ đến trước đó thất thần bị đối phương đoán được là nhớ nhung Thiên Phượng Thần Nữ A. À. Chư Toàn Nhi thông minh ở chỗ, nàng rõ ràng ghen nhưng lấy thái độ càng nhu hòa đối xử, để Lăng Hàn vững vàng ghi nàng vào tim. Nữ nhân quả nhiên đều là yêu tinh biến thành, thời khắc đều muốn ăn trộm tim của người A. Lăng Hàn đi ra rừng cây, cảm khái nói, nữ không phải yêu tinh biến thành, hổ nữ chống nạnh, đàng hoàng trịnh trọng nói. Lăng Hàn không khỏi cười to, sau đó nhìn về phía con thỏ nói. Thỏ lưu manh, phía trước là thiên vân tử lôi sắp sửa xuất thế, sức mạnh lôi đình cực kỳ nguy hiểm, người còn muốn đi theo không? Nếu như ngươi chết, năm sau ta chỉ có thể trồng hai cây long huyết phách vương tham lên mộ của ngươi. Cút, thỏ ra sống lâu trăm tuổi, tuyệt không phải là thỏ đoàn mệnh. Con thỏ phủi mông nói, không phải ngươi đã sống mấy trăm tuổi sao? Hổ nữ tò mò nói, sống quá lâu rồi, con thỏ phiền muộn nói, thỏ ra nói sai, mệnh dài vạn vế có được hay không? Vậy ngươi tự gánh vác sinh tử, hậu quả. Lăng Hàn cười nói, hắn và hổ nữ đều tu luyện lôi động cử thiên, đối với sức mạnh lôi đình có năng lực dung hòa, có thể chịu đựng sức mạnh của nó. lại nói, không phải hắn còn có hắc tháp sao? con thỏ xem thường, không biết thuộc tính của thỏ là chạy trốn nhanh sao? thoát thân, thỏ ra sưng thứ hai, ai dám sưng thứ nhất? hai người một thỏ đi tới, sức mạnh lôi đình bao phủ toàn bộ ngọn núi, tia chớp màu tím cực kỳ khủng bố, tán loạn khắp nơi, đánh tới cây cối, núi đá, không thứ gì không đùng đùng đùng. hóa thành cho tàn, lang hàn vươn ngón tay, bắn ra, hấp thu sức mạnh lôi đình rời rạc ngũ hành hỗn độn liên giật động, dễ sen phát sáng, xúc động lực lượng của lôi đình, lưu chuyển khắp toàn thân lăng hàn, để thể chất của hắn tiến một bước chuyển hóa về lôi đình chi thân. Sức mạnh lôi đình này bé nhỏ không đáng kể, chuyển hóa tự nhiên cũng rất chậm, có điều lăng hàn không để ý, này tối đa chỉ có thể coi là món khai vị, món chính là thiên vân tử lôi, chỉ cần chưa hóa thành lôi linh chân chính, vậy thì có thể ăn, nhưng nếu như thành công hóa linh, vậy chỉ có thể chạy. Hổ nữ còn yêu nghiệt hơn lăng hàn, nàng đã là lôi đình chi thân, sức mạnh lôi đình tranh nhau chen lấn tiến vào thân thể của nàng, làm cho nàng không ngừng khanh khách cười duyên, thật giống như bị gãi ngứa. Thực sự là người không cùng mệnh không giống A, à, rõ ràng hắn cũng tu luyện lôi động cửu thiên, sao tranh lệch lớn như vậy chứ? Lăng Hàn thở dài, không ngừng hâm mộ hổ nữ, đừng ước ao, tổ tiên của nàng tuyệt đối là đại năng vô thượng ở thần giới, huyết mạch truyền thừa, dị năng kinh thiên, ngay cả thỏ ra cũng chỉ có bái phục chịu thua. Con thỏ nói, Lăng Hàn nha một hồi, nói, Ngươi cho rằng tổ tiên của hổ nữ là một đại năng nào đó của thần giới. Bằng không, ngươi nói cho thỏ ra một chút, nào có sinh hoa cảnh 78 tuổi chứ. Con thỏ vô cùng khẳng định nói, lang hàn ôm con thỏ lên, thật giống như ngươi hiểu rất rõ thần giới, nói một chút, thần linh còn phân bao nhiêu đẳng cấp. chương 645, chó chặn đường, con thỏ cho lang hàn một cái liếc mắt, nói, ngươi cho rằng thỏ ra là thần tiên sao, không đi qua thần giới làm sao biết vậy sao người biết tổ tiên của hổ nữ là đại năng vô thượng của thần giới? Lang Hàn ép hỏi, thiết, nếu không phải đại năng vô thượng, làm sao có khả năng để nàng yêu nghiệt như thế? Con thỏ hừ hừ nói, Lang Hàn lắc đầu, cảm thấy không phải tổ tiên của hổ nữ châu bò, mà là bản thân nàng châu bò, linh căn trong đan điền thật đáng sợ, chỉ ít cho đến bây giờ, Lang Hàn chưa từng cảm ứng được ai mạnh hơn nó. Kiếp trước không, đời này cũng không, phá hư cảnh như phong phá vân, chi chu màu bạc, tồn tại nhân đạo đỉnh cao cũng không bằng cô gái kia nhìn lướt qua thời gian càng lâu cảnh giới càng cao lang hàn càng kiêng kỵ linh căn hình người kia càng ngày càng cảm thấy sâu không lường được lang hàn nhìn hổ nữ vui vẻ trong lòng chỉ có một nguyện vọng hổ nữ có thể vĩnh viễn tự do tự tại như thế theo bọn họ xâm nhập sức mạnh lôi đình cũng càng ngày càng mạnh con thỏ không thể không vận chuyển nguyên lực đối kháng mặc dù nó là yêu thú thể phách mạnh mẽ nhưng không chịu nổi bị lôi đình oanh tạc như thế không nói cái khác, chỉ đốt cháy lông của nó là không khó nha. Lăng Hàn và hổ nữu như cá gặp nước, tuy sức mạnh Lôi Đình ở nơi này mạnh mẽ, nhưng không cuồng bạo, có thể bị hấp thu dễ dàng, thật giống như Lôi linh khí, chỉ là càng thêm nồng nặc, hóa thành thực chất xuất hiện. Bọn họ tự nhiên không phải nhóm đầu tới chỗ này, có rất nhiều người đang trong quá trình leo, dồn dập mở nguyên lực ra, một bước một gian nan. Không người nào dám phi hành, sức mạnh Lôi Đình giữa bầu trời quá cuồng bạo, như cơn giận của cửu thiên e là hóa thần cảnh mới đủ tư cách bay, bằng không chỉ có một bước một vết chân, ngoan ngoãn đi trên mặt đất. Người phía trước càng chạy càng chậm, dù sao không có bao nhiêu người là lôi linh căn, nhất định phải lấy nguyên lực bản thân đối kháng, như vậy sẽ không ngừng tiêu hao nguyên lực, thể lực cũng gánh chịu rất lớn, đối với người không tu thể thuật mà nói, chỉ có thể đi vài bước liền nghỉ ngơi một chút. Lăng Hàn dừng bước, bởi vì phía trước xuất hiện một đường hẹp quanh co, nhưng có người lại ngồi nghỉ ngơi ở chỗ này, muốn vượt qua trên đầu hắn, không thể tránh khỏi sẽ bị sức mạnh lôi đình oanh kích, cực kỳ nguy hiểm. Này, phiền phức đi về phía trước vài bước, hoặc lui về phía sau vài bước, đừng chặn đường đi." Lăng Hàn nói, đó là một nam tử chừng 30 tuổi, linh anh cảnh cấp cao, thậm chí có khả năng đạt đến đỉnh cao, tuy khí huyết dồi dào, nhưng không trẻ tuổi như bề ngoài, dù sao bước vào sinh hoa, tốc độ giả yếu của võ giả sẽ chậm lại. Linh anh cảnh nắm giữ 500 năm tuổi thọ, chỉ cần số tuổi thật sự dưới 200, như vậy nhìn qua đều như hơn 30 nam tử kia quét nhìn lăng hàn và hổ nữ một chút không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ khinh thường nói chỉ là tiểu bối sinh hoa cảnh cũng dám bảo lão tử nhường đường cha cha người phải ăn đòn a thỏ ra có thể lấy trinh tiết cam đoan với ngươi con thỏ lập tức cười trên sự đau khổ của người khác yêu yêu thỏ nam tử kia kinh ngạc thốt lên con thỏ này lại biết nói tiếng người nhường đường vẻ mặt của lăng hàn cũng lạnh xuống nam tử kia không quan tâm sự tình con thỏ biết nói tiếng người lại nhìn chằm chằm lăng hàn cười lạnh nói lại dám nói chuyện với ta như vậy ngươi chê mệnh dài sao thỏ ra thấy ngươi mới sống thiếu kiên nhẫn con thỏ sen mồm lăng hàn lạnh nhạt nói có câu chó ngoan không cản đường vậy ta không thể làm gì khác hơn là đạp bay lớn mật nam tử kia giận tím mặt lại xuất thủ trước trong tay có một cây roi màu đen cuốn tới cổ của lăng hàn hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn chỉ cần bị roi dài của hắn cuốn chúng nguyên lực kinh khủng bắn ra hắn có thể lấy đầu của đối phương trong nháy mắt ánh mắt của lăng hàn cũng bắn ra hàn quang người này cản đường không tính vừa ra tay lại muốn lấy mạng thực sự là độc ác đối với người như thế tự nhiên không cần hạ thủ lưu tình lăng hàn cũng ra tay trên tay quấn quanh ánh chấp đùng 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 liền nắm lấy roi dài của hắn sức mạnh lôi đình thông qua roi dài truyền về phía đối phương a à, nam tử kia kinh ngạc thốt lên sức mạnh lôi đình truyền đến điện giật làm toàn bộ cánh tay phải của hắn tê dại năm ngón tay hoàn toàn mất đi chi giác, không khỏi buông tay, roi liền rơi xuống. Hắn vội vươn tay trái ra, muốn nắm roi trở về, đây là do phi vân kim ti và hắc mộc đằng chế tạo thành, cực kỳ quý giá. Veo, nhưng roi dài lại như linh xà chuyển động, bắn về phía lăng hàn, đã rơi xuống trong tay hắn. Chả ta, nam tử kia kêu lên, lăng hàn lườm một cái nói, đầu óc của ngươi có vấn đề sao? Tiểu tử, người đây là đang tự tìm đường chết sao? Nam nhân kiệu uy nghiêm đáng sợ nói nói như vừa nãy ngươi không muốn giết ta, chỉ là dụ dỗ ta chơi vậy. Lang Hàn lắc đầu, vùng roi quất tới nam tử kia, bởi vì thân roi quấn quanh kim loại, nên thành vật dẫn vô cùng tốt cho sức mạnh lôi đình, cả thân roi biến thành màu trắng, đan dày chấp giật, có mạch văn cổ điển thoáng hiện. Đề, nam tử kia chửi thề một tiếng, nơi này tất cả đều là sức mạnh lôi đình, cũng làm cho sức chiến đấu của võ giả thuộc tính lôi tăng cao, một đòn nổ ra có thể xúc động sức mạnh lôi đình bốn phía bổ trợ, sinh hoa cảnh có thể xúc động thiên địa linh khí bổ trợ công kích, nhưng nơi này đã biến thành hải dương lôi đình, võ giả thuộc tính ngũ hành căn bản mượn không được linh khí đối ứng, chỉ có thể dựa vào sức mạnh bản thân chiến đấu, tự nhiên ảnh hưởng sức chiến đấu rất lớn. Nhưng đối với võ giả thuộc tính lôi mà nói, nơi này là thiên đường. Nam tử kia chỉ có thể chuồn về phía sau, tránh né đòn đánh này. Lăng hàn theo vào, lại quất một roi. Sức chiến đấu của hắn vốn đạt đến linh anh cảnh đỉnh cao, lại thêm sức mạnh lôi đình bổ trợ, tự nhiên có thể ngược bất kỳ linh anh cảnh nào, trừ khi đối phương cũng nắm giữ linh căn thuộc tính lôi. Nam tử kia làm sao đối kháng hắn, lang hàn từng bước tiến vào, đối phương thì lùi từng bước, roi dài đánh đến đùng đùng đùng. Sức mạnh lôi đình đan dệt, cực kỳ đáng sợ, nam tử kia đầu đầy mồ hôi lạnh, sức mạnh lôi đình ở nơi này rất khủng bố, như đặt chân vào vũng lầy, từng bước gian nan, cần phải đối kháng với lôi hải mãnh liệt, bất luận đối với nguyên lực hay thể lực, đều là một loại tiêu hao rất lớn, cho nên mới phải đi một lúc cần nghỉ ngơi một hồi. Nhưng bây giờ thì sao? Một cây roi cuồng quất ở trên đầu hắn, căn bản không cho hắn thời gian thở dốc, để hắn chỉ có thể như con chó điên, hung hăng chạy về phía trước. Muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Đáng ghét, đáng ghét! Nam tử kia cực kỳ tức giận. Tiểu tử, người không nên khinh người quá đáng. Ta là người của thiết thụ ngân hoa lý gia, lão tổ là cường giả thiên nhân cảnh, thiên hạ cộng ngưỡng. Há, ta rất sợ a. À chỉ có thể làm thịt ngươi, miễn trừ hậu hoạn. Lăng Hàn cười nói, roi trong tay đánh càng gấp, nam tử kia phát sinh tiếng gào xỉ nhục, một đường đi qua, hắn bị rất nhiều người nhìn thấy dáng dấp chật vật của mình, từng ánh mắt khác thường để hắn cực kỳ giận dữ và xấu hổ. chương 646 có người nhúng tay, đáng thương nam tử kia, hiện tại ngay cả mắng cũng không còn, bởi vì hắn đã không thở nổi. Không chạy, chính là bị roi đánh, không chỉ đau vào nội tâm, thậm chí thân thể cũng mất cảm giác, hoàn toàn không thở nổi. Nhưng chạy đi, sức mạnh lôi đình ở nơi này thật đáng sợ, để hắn biến thành cầu, mồ hôi rơi như mưa, sắp muốn hư thoát rồi. Luận thể lực, hắn chỉ mạnh hơn người bình thường một ít, nào chống lại dằn vặt như vậy. Thể tu, vẫn là tương đối trọng yếu. Lăng Hàn gật đầu, cảm thấy thời gian và tài nguyên tiêu hao ở trên bất diệt thiên kinh, cửu long bá thể thuật hoàn toàn đáng giá, muốn trở thành cao thủ chân chính, thì phải đạt đến hoàn mỹ ở mỗi phương diện bằng không, ở trong hoàn cảnh này ngươi có thể bế ngế, nhưng ở hoàn cảnh khác chỉ có thể nhìn, cái này tính là cao thủ gì đây? Không nên đánh nữa, nam tử kia cầu xin tha thứ, hiện tại hắn sắp thành chó chết, cả người giống như mới vớt ra từ trong nước, tất cả đều là mồ hôi, quần áo ướt nhẹp. Nhưng hắn không có thời gian lau, chỉ có thể không ngừng chạy chạy chạy. Ngươi nói không đánh thì không đánh, ngươi là thứ gì? Lăng Hàn Từ Tốn nói, cho rằng hắn không có hỏa khí sao? Ngược lại tiếp trước hắn là Đan Đạo Đế Vương, tính khí so với ai khác còn mạnh hơn. Đùng đùng đùng, roi đánh liên tục, nam tử kia bắt đầu thổ huyết, không phải là bị đánh mà là thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Ồ, này không phải Lý Nguyên Minh sao? Phía trước có ba người đang nghỉ ngơi, thời điểm nhìn thấy nam tử kia, đầu tiên là sững sờ, ăn mày từ đâu tới a, à, nhưng định Thần nhìn kỹ, lại phát hiện là người quen. Siêu hành huynh, siêu hành huynh, nam tử kia vừa thấy, nhất thời như được cứu tinh vội nhảy tới, kích động đến sắp khóc rồi. Siêu hành huynh cứu ta, trong ba người, một nam tử vóc người khôi ngô đứng lên, đẩy Lý Nguyên Minh lui ra phía sau, giơ tay tóm tới roi dài, lạnh nhạt nói. Người trẻ tuổi, tìm chỗ khoan dung mà độ lược, không nên đắc ý quên hình. Trên tay của hắn cũng quấn quanh ánh chấp, nhưng không phải màu trắng, mà là màu xanh lam. Đùng, roi dài hạ xuống, nam tử khôi ngô này nắm lấy, tia chớp màu xanh lam lập tức theo thân roi lan tràn, đánh tới lăng hàn. Lăng Hàn vứt roi, đứng chắp tay, mới nhìn, hiển nhiên là nam tử khôi ngô này chiếm thượng phong, khiến cho Lăng Hàn vứt roi. Chuyện này rất bình thường, đối phương là Linh Anh cảnh cấp cao, chỉ nói nguyên lực thâm hậu, hiển nhiên là đối phương chiếm thượng phong. Sức mạnh và sức chiến đấu, đây là hai chuyện khác nhau. Sức chiến đấu của Lăng Hàn thể hiện ở ba môn thần thông, bất diệt thiên kinh, kiếm thuật, mười đóa tiên hoa và thể phách kinh người, người bảo hắn và Linh Anh cảnh liều lực lượng, đây thực sự là lấy kỷ ngắn nghênh địch trường. Trước đó Lý Nguyên Minh bị sức mạnh lôi đình nơi đây áp chế, nhưng nam tử Khôi Ngô này có thuộc tính lôi, tự nhiên không bị ảnh hưởng, trái lại chiến lực còn có tăng lên. "Dập đầu bồi tội với Nguyên Minh huynh, có thể tha cho ngươi một mạng." Nam tử Khôi Ngô mở miệng nói, thanh âm ầm ầm như lôi kêu. Tuy trong lòng Lý Nguyên Minh khó chịu, càng muốn chém giết Lăng Hàn, nhưng người ta ra mặt thay hắn cũng đã không tệ, hắn cũng không nên yêu cầu quá nhiều. Dù sao đối phương là người tài ba trong đời tráng niên của Triệu gia lôi đình thủ triệu siêu hành bất kể là thanh danh hay địa vị đều mạnh hơn hắn một đoạn lăng hàn cười nhạt nói người ngay cả ngọn nguồn xử tình cũng không làm rõ liền muốn ta quỳ xuống xin lỗi cũng thật bá đạo nha ta bá đạo thì đã làm sao triệu siêu hành lạnh lùng nói hắn ngược lại không có giao tình quá sâu với lý nguyên minh nhưng song phương đều đến từ thế lực của thiên nhân cảnh thuộc về một vòng lý nguyên minh bị người đánh như chó cũng làm cho trên mặt hắn tối tăm vì lẽ đó cục tức này hắn nhất định phải ra. Vậy thì đánh thôi, lang Hàn không sợ, nâng nắm đấm lên, trước đó vùng roi chỉ là đùa giỡn, làm sao có khả năng thể hiện ra sức chiến đấu chân chính của hắn. Triệu siêu hành cười ha ha nói, người có thể áp chế nguyên minh huynh, chỉ là bởi vì lôi đình nơi này, bị ngươi chiếm tiện nghi, nhưng ta cũng có thuộc tính lôi, như vậy chính là nói chuyện cảnh giới. Ta là Linh Anh Cảnh, hơn nữa còn tầng 9, ngươi lấy cái gì đấu với ta? Ta xem ngươi là khẩu cảnh tầng 9 đi. Lăng Hàn trêu nói, đánh liền đánh, kỳ kỳ méo mó như thế, người nói người không phải khẩu cảnh thì là cái gì. Sắc mặt của triệu siêu hành trở nên âm trầm, hắn tiện tay vứt roi dài cho Lý Nguyên Minh, hai tay nắm chặt, đùng đùng đùng. Khớp xương vang rền nối liền không dứt, bắp thịt cả người cũng nhô lên, cho thấy lực lượng thân thể của hắn hết sức kinh người. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, tương tự là xuất thân thế lực lớn, cũng đồng dạng là linh anh cảnh đỉnh cao, nhưng triệu siêu hành lại mạnh hơn Lý Nguyên Minh mười mấy lần. Bởi vì cho dù là tài nguyên của thế lực thiên nhân cảnh cũng có hạn, khẳng định chỉ có thể tập trung bồi dưỡng mấy người thiên phú cao, vì lẽ đó Lý Nguyên Minh chỉ là cảnh giới đạt đến linh anh cảnh, nhưng sức chiến đấu vô cùng thê thảm, triệu siêu hành này không thể khinh thường. Lăng Hàn khởi động gân cốt, xương cốt trong cơ thể bạo vang lên tiếng vang như tiếng sấm nổ, hơn nữa còn kinh người hơn triệu siêu hành, chấn đến trái tim của người ta muốn nổ tung. Đồng dạng là thể tu, nhưng cửu long bá thể thuật truyền thừa từ thập nhị cung, tuyệt đối là thần cấp, như thế vẫn chưa đủ châu bò, vẫn chưa thể ở trên bản chất nghiền ép thể tu thuật khác sao. Triệu siêu hành hơi thay đổi sắc mặt, hắn tu luyện thể thuật, nên rõ ràng biết, muốn kiêm tu thể thuật cần trả giá lớn cỡ nào. Đầu tiên công pháp thể tu không nhiều, tu luyện thể thuật thấp kém lại như không học, uổng phí thời gian và tinh lực. Thứ hai, thể chất vừa mở, thì yêu cầu với thiên tài địa bảo càng cao, càng lên càng kinh người, dù là thế lực của thiên nhân cảnh, mỗi đời cũng chỉ có thể chọn năm tộc nhân tiến hành bồi dưỡng nhưng đối phương rõ ràng trẻ tuổi hơn hắn cảnh giới thấp hơn hắn nhưng ở trên thể thuật lại vượt qua hắn điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được lẽ nào đối phương đến từ thế lực càng mạnh hơn triệu siêu hành có cảm giác phiền phức lần này nhúng tay thực là bắt phải khoai lang bỏng tay a à. nhưng việc đã đến nước này hắn đã tiến thoái lưỡng nan chỉ có thể cắn răng tiếp tục ra tay đi hắn nói ngươi chỉ là sinh hoa cảnh ta nhường ngươi ba chiêu ngươi có thể biết khó mà lui chỉ cần nói lời xin lỗi với nguyên minh huynh Việc này coi như bỏ qua. Trong lúc vô tình hắn đã thoái nhượng, không cần lăng hàn dập đầu xin lỗi, chỉ cần xin lỗi để mặt mũi của mình không trở ngại là được. Nhưng Lăng Hàn cười gằn, tại sao hắn phải cho đối phương mặt mũi? Mặt mũi không phải là người khác cho, mà là dựa vào thực lực của mình tranh. Hắn hét dài một tiếng, công kích về phía đối phương, cười nói: "Nhường ta ba chiêu, ta sợ ngươi không có cơ hội ra tay rồi." Hừ, nói nhường ngươi ba chiêu liền nhường ba chiêu, triệu Đề, triệu siêu hành biến sắc, đối phương đấm ra một quyền, đánh ra một long tượng cao 10 trượng, có màu vàng kim nhạt, cả người quấn quanh ánh chấp, cực kỳ đáng sợ. Hắn vội vung quyền giáng trả, quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, nếu hắn thật nhường ba chiêu, sẽ bị đối phương triệt để áp chế, vậy thì vĩnh viễn cũng đừng nghĩ vươn mình. mươi 647, dọa lui, oanh oanh oanh, ác chiến mở màn, ánh chấp giật động, để những người khác dồn dập lùi về sau, chỉ có hổ nữ còn có thể đứng ở tại chỗ, lôi đình dâng lên là không có một chút ảnh hưởng với nàng. Triệu siêu hành nào dám nhường lăng hàn ba chiêu, vừa nhường hắn sẽ rơi vào cục diện bất lợi, cũng không kịp nhớ mặt mũi khó coi, ra quyền như mưa, oanh về phía long tượng. Đây là chiến tượng quyền của địa long tông sao, kiến thức của hắn cũng rộng rãi, lại nhận ra chiến tượng quyền. Đây không phải tuyệt học cao cấp nhất của địa long tông, đệ tử biết rất nhiều, bởi vậy triệu siêu hành có thể nhận ra cũng không kỳ quái. Lăng hàn không đáp, nếu đã xuất thủ, Vậy oanh bại đối phương chính là đáp lại mạnh mẽ nhất. Triệu Siêu hành hừ một tiếng, tuy hắn không dám coi thường Lăng Hàn nữa, nhưng cũng không đến nỗi sợ Lăng Hàn, song quyền vung lên cao, sức chiến đấu của hắn không hề yếu, cùng Lăng Hàn liều bất phân cao thấp. Hắn là linh anh tầng 9, hơn nữa dừng lại ở cảnh giới này cực kỳ lâu, cũng đánh bóng cảnh giới tinh khiết. Bởi vậy, có ưu thế một cảnh giới lớn, hắn không yếu hơn Lăng Hàn chút nào. Nhưng chuyện này càng làm cho hắn líu lưỡi bởi vì sức chiến đấu của hắn tuyệt đối là đứng đầu trong linh anh cảnh nhưng hiện tại một sinh hoa cảnh lại có thể ngang hàng hắn để hắn khiếp sợ quả thực khó mà tin nổi tiểu bối ngươi là đệ tử của địa long tông sao hắn quát hỏi hắn đã muốn nói mấy câu mang tính hình thức không muốn đánh tiếp nữa dù sao địa long tông là thế lực còn cường đại hơn thiên nhân cấp lý nguyên minh bị đánh lại thảm thì đã làm sao không phải lang hàn cười nói ngươi lại đoán đi đoán muội muội ngươi a à, triệu siêu hành không nói nhảm nữa chỉ Anh quyền, hắn dự định sau khi chiếm cứ ưu thế tuyệt đối lại bỏ chiến, như vậy sẽ không đắc tội lăng hàn, hắn cũng bảo vệ mặt mũi. Còn Lý Nguyên Minh, ngoá vốn là chuyện không liên quan tới hắn, có thể ra tay đã không tệ. Hai người đại chiến, trước sau khó phân cao thấp, triệu siêu hành muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu, nên lấy ra một thanh trường đao, trên thân đao nằm dày đặc mạch văn. Đây là bản mệnh linh khí của hắn, nguyên bản chỉ là một thanh lợi khí cấp 7, trải qua mấy chục năm ôn dưỡng, bây giờ đã thăng cấp thành linh khí. Đây chính là linh khí do chính hắn ôn dưỡng, ở trong tay hắn có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Lăng Hàn nhìn, không khỏi lộ ra một nụ cười cổ quái. Người thật muốn liều linh khí với ta, một đao ở tay, triệu siêu hành tự tin tung bay, tương tự là linh khí cấp 7, hắc lôi đao của hắn có thể phát huy ra 10 phần, thậm chí 12 phần 10 uy năng. Mà sử dụng một linh khí không thuộc về mình, như vậy nhiều nhất chỉ phát huy ra 6, 7 phần 10 uy lực tay phải của Lăng Hàn rung lên, lấy ra ma sinh kiếm, ong ong ong. Ba cái mạch văn thắp sáng, nhất thời, sát khí đáng sợ lưu chuyển, đây chính là linh khí cấp 10, dù Lăng Hàn không thể sử dụng hết uy lực, nhưng đẳng cấp đặt ở đó, há có thể không bằng một linh khí cấp 7. Đây là linh khí gì? Sắc mặt của triệu siêu hành kinh biến, là đời sau của gia tộc thiên nhân cảnh, nhãn lực của hắn đương nhiên sẽ không tệ, lập tức liền nhìn ra ma sinh kiếm phi phàm. Còn muốn chiến không, Lăng Hàn dùng trường kiếm lên, cười nói nói không chắc, cây đao kia của ngươi sẽ bị ta chặt đứt. Triệu siêu hành lộ ra vẻ do dự, nếu như Lăng Hàn chỉ là sinh hoa cảnh tầm thường, như vậy coi như đối phương cầm linh khí cấp 10, hắn cũng không sợ, bởi vì căn bản sẽ không bị kiếm của đối phương đụng tới, nhưng sức chiến đấu của Lăng Hàn đủ để sánh ngang hắn, vậy thì phiền phức. Hắn lôi đao là bảo đao hắn ôn dưỡng mấy chục năm, dù chỉ xước một chút hắn cũng đau lòng. Không đánh, hắn quyết định an toàn là số một, dù sao hắn và Lý Nguyên Minh không có giao tình thâm hậu gì, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn nói. Người trẻ tuổi, Lý Nguyên Minh là hậu nhân Lý Gia, Lý Gia Lão Tổ là tồn tại thiên nhân cảnh, người tốt nhất không nên làm quá mức. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói, ta sẽ không làm quá mức, ta chỉ là muốn làm thịt hắn mà thôi. Sắc mặt của triệu siêu hành cứng đờ, cái này cũng không tính quá mức, vậy như thế nào mới xem như quá mức. Nhưng hắn có thể làm, nên làm cũng đã làm, hoàn toàn không có lý do vì Lý Nguyên Minh mà tử đấu với Lăng Hàn, người lại không phải em vợ ta. Lý Nguyên Minh sợ đến liên tục rút lui, đột nhiên xoay người bỏ chạy, hắn không muốn chết một chút nào a. À. Lang Lăng Hàn không truy kích, chỉ là lấy lạc nhật cung, lắp một mũi tên, vèo, mũi tên bắn ra, ánh chớp giật động, trong nháy mắt liền ra tốc đến mức tận cùng, phốc, từ hậu tâm của Lý Nguyên Minh bắn vào, lại bắn ra, chen vào trong núi đá cứng rắn. Lý Nguyên Minh lảo đảo đi mấy bước, lúc này mới ầm ầm ngã xuống, máu tươi tràn ra, hình thành một quả cầu máu ở dưới thân hắn. Trên mặt của hắn tràn ngập hối hận, song phương không có tử thù gì, chỉ là hắn ngăn đường, lại bá đạo muốn giết người ta mà thôi. Nếu như hắn không thô bạo, sau đó lại ỉ vào thân phận đệ tử Lý Gia, muốn lấy tính mạng của Lăng Hàn, kết quả sẽ như thế sao? Chỉ là hắn lại hối hận cũng không có tác dụng, hai mắt không cam lòng trợn to, nhưng đã không còn bất kỳ khí tức. Lăng Hàn đi tới, cất mũi tên, đây là chân kim cấp 7 chế tạo, nếu như bắn một mũi liền tiêu hao một mũi, đoán chừng phải là dòng dõi phá hư cảnh mới chống đỡ nổi. Triệu siêu hành nhìn bóng lưng của Lăng Hàn, đột nhiên nói. Người trẻ tuổi, xưng hô như thế nào? Lăng Hàn quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn nói. Lăng Hàn, Lăng Hàn, triệu siêu hành gật gù nói. Ta nhớ kỹ danh tự này. Người trẻ tuổi, người xác thực rất mạnh. Ta coi như tu luyện nhiều hơn ngươi mấy chục năm. Tu vi cao hơn ngươi một cảnh giới lớn, nhưng vẫn chỉ có thể đánh hỏa với ngươi. Có điều, đời này thiên kiêu thực sự quá nhiều. Triệu gia ta có một siêu cấp thiên tài, tên là Triệu Nguyên, năm nay chỉ 23 tuổi, đã là Linh Anh tầng 2, sức chiến đấu thậm chí còn mạnh hơn ta. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, có cơ hội, có thể giao thủ với hắn. Triệu siêu hành gật đầu, đồng thời cũng rất cảm khái, thiên phú, thực lực của hắn đặt ở vạn năm trước, bất luận thời kỳ nào cũng có thể xếp đỉnh cấp, nhưng thời đại này nghênh đón thịnh thế, thật giống như muốn thả toàn bộ tích lũy trong 10.000 năm ra, không chỉ thực lực võ đạo xuất hiện tăng lớn, thế hệ trẻ tuổi càng nghênh đón trăm hoa đua nở, các đường thiên tài liên tiếp xuất hiện, dễ dàng liền đạp đời trước dưới chân sinh không gặp thời A, nếu như hắn có thể sinh muộn 50 năm thì tốt biết bao. Lăng Hàn tiếp tục tiến lên, hổ nữ nắm tay hắn, vừa đi vừa ăn vặt, con thỏ thì đi theo một bên khác, nó đã cảm giác được áp lực rất lớn, sức mạnh lôi đình càng ngày càng đáng sợ. Sắp đến rồi, Lăng Hàn nhìn về phía trước, lộ ra vẻ mừng rỡ, thiên vân tử lôi ngay ở phía trước, sau khi dung hợp, hắn có thể tu ra lôi đình chi thân chân chính. Phía trước có một đoàn người, còn có một lôi trì to lớn chương 648, Thanh Hòa Điện, lôi trì này chu vi ít nhất 10 trượng, một đầu khác là một hang núi, cửa động sập nửa bên, có loại cảm giác rất rách dưới. Lôi trì mãnh liệt, thần lôi lăn lộn đáng sợ, khí tượng kinh người. Bốn phía có rất nhiều người quan sát, có mấy người còn muốn xông lên, tiến vào trong hang núi kia, nhưng thử một hồi liền từ bỏ, bị lôi điện nổ đến thương tích đầy người, dáng dấp cực thảm. lang Hàn nhìn một lúc, mới nói, uy lực của lôi trì này sợ là tới cấp bậc hóa thần cảnh hiện tại tuy thế hệ trẻ tuổi đi cực mãnh nhưng ngay cả tiểu đao vương lãng nhai thiên có thể đưa về đời thanh niên trai tráng cũng chưa bước vào hóa thần cảnh thì huống chi là những người khác có điều cảnh giới chưa đạt tới cũng không quan hệ có thể dùng bảo vật đền bù lang hàn thấy có người lấy ra một cái tán đẩy lên tiến vào trong lôi trì lôi điện oanh kích cái tán này tỏa ra hào quang dịu dàng đã biến thành một tấm chắn cản lại tất cả lôi đình đó là một nữ tử mỹ lệ làm rung động lòng người thân hình thất tha đạp lên lôi ba nàng phiêu giật như tiên làm say lòng người văn nhân thiên thiên của nghiễm dương tông cái gì chưa từng nghe nói nha ha ha văn nhân tiên tử rất biết điều nhưng thiên phú kinh người thực lực cực kỳ mạnh mẽ người cũng đẹp như thiên tiên không thua kém minh châu của vương gia hồ gia a à. thực lực mạnh hay không còn không biết có điều vóc người rất đẹp đẽ kha kha đẹp đẽ người có thể lên sao văn nhân tiên tử đã lên tiếng chỉ cần đánh nhau cùng cấp hoặc cùng tuổi chiến một trận nam nhân có thể đánh bại nàng thì có tư cách làm vị hôn phu tương lai của nàng thật sự đương nhiên là thật chỉ có điều người ta cũng không nói người thắng liền nhất định có thể cưới chỉ là có một tư cách mà thôi dù như vậy cũng làm cho rất nhiều người nóng lòng muốn thử văn nhân thiên thiên này thật là đẹp đến làm người run sợ vừa nhắm mắt tất cả đều là vẻ thước tha của đối phương hình ảnh đạp sóng lôi trì tuyệt mỹ mà lại phiêu giật căn bản lau không đi ta khuyên các người vẫn hết hy vọng đi văn nhân tiên tử đã bị cổ minh coi trọng trừ khi các ngươi cho rằng có thể đánh với Cổ Minh, bằng không thì tránh xa một chút. Cổ Minh nghe được danh tự này, rất nhiều người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là một thiên tài thu được tư cách vào Thẳng Bổ Thiên học viện, gần hai năm nay thanh danh đại chấn, trước vẫn ở trong man hoang khổ tu, vật lộn với yêu thú không hiện thế. Chính vì như thế, sát tính của Cổ Minh rất lớn, ra tay tàn nhẫn chưa hề biết hạ thủ lưu tình, trở về hai năm, trong tay hắn không biết chết bao nhiêu thiên tài, có chút càng là đệ tử của đại gia tộc thế lực lớn, nhưng hắn vẫn bình an vô sự. Không gì khác, cổ minh chính là đệ tử của địa Long Tông. Một trong năm tông môn thượng cổ, môn nhân đệ tử đi ra ai dám động. Lại nói, cổ minh ở trong quyết đấu một trọi một giết người, có thể nói là công bằng, thế lực nào dám đánh giết hắn. Đây chính là chỗ tốt khi có bối cảnh lớn, bằng không người giết chóc vô kỵ như cổ minh, sớm đã bị thế hệ trước lén lút làm thịt nhiều lần. Tất cả mọi người không dám mở miệng nói bậy, cổ minh này một lời không hợp sẽ giết người, hoàn toàn không hề e rè nếu như biết bọn họ ở sau lưng ý dâm văn nhân thiên thiên nói không chắc sẽ truy sát bọn họ sát thần này không trêu chọc nổi lăng hàn cười nhạt nói xem ra đã có mấy người đi vào thiên vân tử lôi ở trong động lôi trì này chỉ là một ít sức mạnh giật lan ra con thỏ biểu thị đồng ý đi thôi hổ nữ nắm tay lăng hàn đi vào trong lôi trì trong không để ý chút nào lăng hàn đi ra nhưng đã vận chuyển lôi động cửu thiên trên người tản ra ánh chấp hắn không thể đối kháng lôi đình cấp bậc hóa thần cảnh, nhưng những lôi đình này cũng không phải là công kích do ai đánh ra, hắn lấy lôi chế lôi, chỉ cầu bình yên vượt qua là được, độ khó sẽ giảm rất nhiều. Nhưng ngoài ý muốn chính là, thân thể của hổ nữ lại hóa thành động không đáy, thời điểm lôi đình chạm tới bị nàng ung dung hấp thu, để lăng hàn trừng mắt như hạt châu. Đây chính là lôi đình cấp bậc hóa thần cảnh A, đừng nói lăng hàn, ngay cả tiểu đao vương đến cũng phải nơm nớp lo sợ, nhưng hổ nữ ngược lại tốt, ai đến cũng không cự tuyệt, thu sạch sẽ. Con thỏ thấy thế, liền vội vã nhảy lại. Ở phía sau hổ nữ, lôi trì xuất hiện một lối nhỏ, thật giống như bị đại năng chém ra một khu vực an toàn. Nhưng theo hổ nữ rời xa, con đường này nhanh chóng bị lôi đình nhấn chìm, một lần nữa hóa thành lôi trì chỉ hoàn chỉnh. Bốn phía, tất cả mọi người không thể tin tưởng, nhưng ánh mắt của bọn họ đều chăm chú lên người lăng hàn. Tự nhiên cho rằng động tác như thế là lăng hàn làm ra, ai sẽ đi hoài nghi một tiểu cô nương chỉ 7-8 tuổi, hay một con đại bạch thỏ chứ? Ở dưới hổ nữ dẫn dắt, Lăng Hàn vượt qua lôi trì rất nhanh, đi tới lối vào của sơn động. Còn chưa ăn no, hổ nữ chưa hết thòm thèm, quay đầu lại nhìn lôi trì một chút. Lăng Hàn cười nói, vậy ngươi có thể đi hấp thu một chút, được rồi, vẫn là trước tiên giúp Lăng Hàn của nữ tìm thiên vân tử lôi đã. Hổ nữ rất hiểu chuyện nói, nhà đầu này thực sự là càng ngày càng khiến người ta yêu thích. Hi hi, nữ ngoan như thế, sau này Lăng Hàn nhất định phải cưới nữ. Tiểu nha đầu lập tức cò kè mặc cả hai người đi vào sơn động, con thỏ không có nhân quyền theo ở phía sau, bởi vì chỉ cần nó đi song song sẽ bị hổ nữ cắn, nói nó vướng bận, để thỏ ra chỉ có thể ngoan ngoãn theo ở phía sau, trong lòng khó chịu, nó tốt xấu gì cũng là cường giả linh anh cảnh, tại sao phải đi theo phía sau một tiểu tử nhân loại sinh hoa cảnh chứ? Lối vào sơn động không lớn, hơn nữa rách dưới, nhưng đi vào bên trong một lúc, lại rộng rãi sáng sủa, hơn nữa càng thâm nhập không gian lại càng lớn. Ô, xem này, ánh mắt của Lăng Hàn đảo qua, thân hình nhảy tới chỉ thấy phía trước có một phế thích đây đã từng là một kiến trúc nhưng hiện tại chỉ còn một nền tảng bốn phía có vách tường rách nát cũng không biết là sự tình bao nhiêu năm trước thanh hòa điện sao lang hàn lẩm bẩm nói hắn nhìn bốn phía một vòng lại thật để hắn tìm được một tấm biển tổn hại nhưng chỉ còn một chữ hoa nhất định là thanh hòa điện lang hàn hoàn toàn có thể kết luận đây chính là thanh hòa điện mà tử tuyết tiên nói lôi đình này di chỉ này chữ hòa này trong thiên hạ không có sự tình trùng hợp như thế. Hàng vạn năm trôi qua, quả nhiên có biến hóa lớn. Lăng Hàn không khỏi cảm khái, nếu không phải trước đó phát sinh địa chấn, lại có lôi linh sắp sửa xuất thế, hắn có thể phát hiện nơi này sao? Ngọn núi này rất lớn, bên trong cơ bản bị đào rỗng, bởi vậy không gian vô cùng lớn, tòa thanh hòa điện này không xây ở tận cùng của sơn động, phía sau còn có không gian rất lớn. Lăng Hàn trần chờ, từ tuyết tiên lưu lại đồ vật đến tột cùng là ở trong thanh hòa điện, hay là ở nơi sâu xa của sơn động. Bởi vì Tử Tuyết Tiên nhắn lại chỉ có 6 chữ Thương Mang Sơn, Thanh Hòa Điện, mà không nói rõ tỉ mỉ. Lăng Hàn suy nghĩ hồi lâu, quyết định trước tiên tìm kiếm ở trong di chỉ của Thanh Hòa Điện. Chương 649, Lôi Liên, nếu Tử Tuyết Tiên nói Thanh Hòa Điện, như vậy nó có tác dụng then chốt, bằng không Lăng Hàn có thể lật ngửa cả Thương Mang Sơn, đối với cường giả sinh hoa cảnh mà nói, san bằng một ngọn núi thật không phải việc khó gì. Lăng Hàn đẩy ra một trường, kiếm khí hủy diệt ngang dọc phốc phốc phốc. Gạch đá trên đất hóa thành bột phấn, hổ nữ nhô miệng nhỏ, hô, thổi ra một cơn lốc, thổi bay toàn bộ cho bụi. Lăng Hàn phá hoại, hổ nữ quét sạch, rất nhanh, toàn bộ di chỉ thanh hòa điện không còn tồn tại nữa, chỉ còn dư lại một núi đá gồ ghề. Thế nhưng, có một khu đất gạch lại không hỏng, Lăng Hàn lộ ra nụ cười, xem ra hắn đoán đúng, phía dưới này có khả năng cất giấu đồ vật của tử tuyết tiên lưu lại. Hắn tóm lấy khối gạch đó, nhấc lên, lại phát hiện khối gạch này cực kỳ nặng hắn làm sao cũng di chuyển không được hắn không khỏi sinh lòng háo thắng hét lớn một tiếng lên nguyên lực man lực cùng nhau phát huy bùng nổ ra sức mạnh kinh người nhưng khiến người ta lúng túng chính là gạch đá vẫn không chút sứt mẻ thật giống như cùng núi đá hợp thành một thể lăng hàn không khỏi giận trực tiếp phá hoại đất đá phụ cận vòng qua khối gạch này phốc 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 hắn phá hoại một chút núi đá nhưng rất nhanh liền phát hiện hắn chỉ có thể đào nửa thước tiếp sau đó thì đào không xuống núi đá cứng không thua khối gạch này, chỉ ít hắn không làm gì được. Lăng Hàn lấy ma sinh kiếm, gọt về phía gạch đá, lần này rốt cục có chút hiệu quả, trên gạch xuất hiện một vết thương nhợt nhạt. Có điều, cái này muốn chém đến năm nào tháng nào. Lăng Hàn quyết định lấy vạn pháp quy nhất oanh kích, hiện tại hắn ngưng tụ thành giả mang, 29 đạo kiếm khí lại phối hợp vạn pháp quy nhất, thêm vào ma sinh kiếm sắc bén, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Để níu đến, nhưng hổ níu lại nhào tới, kêu to hoa hoa nói tảng đá thối, lại dám không ngoan ngoãn nứt ra, nữ rất tức giận, nữ muốn cắn nát ngươi. Thẻ sát thẻ sát, nàng bắt đầu cắn, mà chuyện kinh khủng cũng phát sinh, đất đá phá nát. Ô, răng của ngươi lại lợi hại thêm, lăng hàn kinh hô, trước đó tuy hàm răng của hổ nữ bá đạo, nhưng tuyệt không kinh người như vậy. Hi hi, hấp thu lôi điện, nữ càng thêm lợi hại. Hổ nữ đắc ý nói, lại bắt đầu gặp, rất nhanh thì cắn ra một cái hố, cả khuôn mặt đều chôn vào, chẳng trách cái mông của thỏ ra bị cắn càng ngày càng đau. Con thỏ không khỏi sờ mông, khóe môi co giật, lang hàn nhìn nó một chút nói, người cũng là quái thai, bị hổ nữ cắn nhiều như vậy vẫn không mất một khối thịt, tuyệt đối là người thứ nhất. Còn phải nói, con thỏ không khỏi đắc ý, lão tổ tông của thỏ ra là một đời thiên kiêu, có thể coi như đế hoàng trong yêu, vô địch một thời đại, dưới huyết mạch của hắn ảnh hưởng, thỏ ra tự nhiên yêu nghiệt. Trong khi nói chuyện, cả người của hổ nữ đã vùi vào trong hố sau đó phốc hoành bàn chân nhỏ lộ ở bên ngoài đột nhiên biến mất lăng hàn nữ rơi xuống phía dưới rồi hổ nữ nũng nịu yếu ớt nói tiểu nha đầu chỉ cắn ra cái động không xê xích thân thể nàng bao nhiêu nhưng không sao đạt đến sinh hoa cảnh chẳng lẽ còn không thể vặn vẹo xương cốt sao lăng hàn lấy đại pháp lực đè ép xương cốt của mình nhất thời mỗi khối xương đều phát sinh tiếng len keng phảng phất đang run run hết cách rồi hắn tu luyện bất diệt thiên kinh xương cốt cứng rắn như chân kim cung cấp, muốn nó biến hình vẫn có chút khó khăn. Hắn kéo dài thân thể của mình, sau đó trượt xuống dưới, vóc người con thỏ thon thả, đã sớm nhảy xuống rồi. Ra ngoài dữ liệu của Lăng Hàn, hắn vốn tưởng rằng phía dưới là một bí thất, lưu lại đồ vật năm đó của tử tuyết tiên, ai có thể đoán này lại là một con đường, phía trước đen thui, cũng không biết dẫn tới nơi nào. Thực là, không phải lưu thư tín gì sao, còn làm phức tạp như thế. Lăng Hàn nhổ nước bọt nói, dọc theo con đường đi tới. Hắn nhìn kỹ, chỉ thấy bốn phía đường núi có từng mạch văn mịt mờ, cấp độ cực cao, chỉ ít vượt qua trình độ kiếp trước của hắn. Đây là sau khi tử tuyết tiên tiến vào phá hư cảnh bố trí, chẳng trách ta không cách nào phá hoại, bị một vị đại năng phá hư cảnh luyện hóa, há là ta hiện tại có thể phá hoại. Có điều, răng của hổ nữ thực sự là càng ngày càng lợi hại. Lăng hàn cảm khái, dị năng của tiểu nha đầu đang không ngừng bày ra, hơn nữa càng ngày càng lợi hại. Trước đây bụng nhỏ của nàng là động không đáy, nhưng chỉ là ăn chút đồ ăn, hơn nữa còn có cực hạt, nhưng hiện tại, nàng ngay cả lôi đình cấp bậc hóa thần cảnh cũng có thể ung dung hấp thu. Trước đây răng của nàng lợi hại, ở thần thai cảnh liền cắn ra lực phá hoại của sinh hoa 20 tinh, tuy nhiên chỉ vượt qua một cảnh giới. Nhưng hiện tại ngay cả động phủ do đại năng phá hư cảnh bố trí cũng có thể cắn xuyên, dù cho trải qua hơn vạn năm, hiệu quả hoàn toàn không thể so với lúc trước, nhưng lăng hàn mất công sức lắm mới chém ra một cái khe, so sánh với nhau liền có thể thấy được hổ nữ yêu nghiệt. Nhưng lăng hàn lại lo lắng, tiểu nha đầu càng ngày càng mạnh, không phải bởi vì linh căn hình người trong đan điền thức tỉnh chứ, hắn hoàn toàn không cảm thấy đó là một linh căn, mà là một hồn thể nắm giữ ý thức riêng. Thầm nghĩ một ngày kia hổ nữ có khả năng đột nhiên biến thành người khác, hoàn toàn là người xa lạ, liền để lăng hàn không rét mà run, rất là đau lòng. Hổ nữ người người vỗ tay nói, lăng hàn, lăng hàn, Phía trước có mùi vị ngon miệng, lang hàn nở nụ cười, mạnh mẽ đuổi đi lo lắng, nhanh chân đi tới nói. Cái mũi của người thực linh nha, còn phải nói, nữ rất ghê gớm, đường nối rất nhanh đến phần cuối, chỉ thấy phía trước xuất hiện một mặt tường, rất rộng, rất cao, trên tường phân ra vô số ô phân cách, mỗi một ô phân cách đều vẽ một mặt người, nữ có nam có, trẻ có già có, đạt tới 999 cái. Mà ở bên tường, lại là một lôi trì nho nhỏ, trong lôi trì mọc một cây sen, hoa sen đã kết quả, nhưng xúc tích ra không phải đài sen, mà là một trái cây hình tròn to bằng bàn tay, đang tỏa ra hào quang màu tím. Mùi thơm ngát là từ trên trái cây này tản mát ra. Lôi trì đã gần như khô cạn, có thể rõ ràng nhìn thấy dễ sen đâm vào dưới đáy lôi trì, từng chiếc hiện ra màu đỏ tím. Thiên vân tử lôi, lang hàn kinh hô, quả nhiên. Thiên vân tử lôi ở trong thời gian dài rằng giặc thu được tiến hóa, trước mắt đã đến thời khắc hóa linh mấu chốt, hoa sen kia kết trái chính là lôi linh, chỉ cần thành thục, như vậy trái cây mở ra, lôi linh liền xuất thế, từ đây tiêu giao thiên địa, trở thành sinh linh chân chính. Nhưng trước mắt, lôi linh kết thành đạo quả, đúng là thời điểm phòng ngự bạc nhược nhất, hái, ăn vào, liền có thể được thiên địa phúc vận, thu được chỗ tốt không cách nào tưởng tượng. Đây chính là thiên địa sinh dưỡng, bổ đến khiến người ta không cách nào tưởng tượng, ngay cả phá hư cảnh cũng sẽ động lòng. Lăng hàn tim đập thình thịch, tạm thời đã quên sự tình mặt tường, chỉ chăm chú nhìn lôi liên. Oanh oanh oanh, nhưng phía sau lại truyền tới tiếng bước chân. Chương 650, kiếm si lô nguyên cơ. Tuy cửa động do hổ nữ cắn ra rất nhỏ, nhưng đối với sinh hoa cảnh mà nói liền không thành vấn đề, thoát ly phàm thai, muốn tạm thời thay đổi hình thể còn không phải chuyện dễ dàng sao? Lang Hàn quay đầu lại, chỉ thấy một nam tử đi nhanh tới, trong không gian âm u, hắn tỏa ra thần quang, vóc người thon dài, lông mày như kiếm, mắt như kiếm, mũi như kiếm, môi cũng như hai thanh kiếm hợp lại. Người như vậy vốn nên khiến người ta cảm thấy cực kỳ quái dị. Không phải sao, cả người sắp biến thành một thanh kiếm, nhưng đặt ở trên người hắn, lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ nghệ thuật, không chút khó chịu nào, trái lại có một loại mị lực không cách nào hình dung. Hơn nữa, binh khí của người khác đều thu ở trong không gian linh khí, muốn dùng liền trực tiếp lấy ra, nhưng hắn cầm ở trong tay, thật giống như một khắc cũng không thể rời vậy. Quả thực là kiếm si, nam tử kia tự nhiên cũng nhìn thấy lăng hàn, hổ nữ và con thỏ, nhưng ánh mắt chỉ quét qua liền thôi ánh mắt chăm chú nhìn lôi liên lạnh nhạt nói các ngươi có thể rời đi mẹ kiếp ngươi là ai dám cản thỏ ra nhà ngươi con thỏ lập tức dựng lông nam tử kia lại không phẫn nộ cũng không bởi vì nhìn thấy một con yêu thú nói tiếng người mà khiếp sợ đàng hoàng trịnh trọng nói ta lô nguyên cơ xưng hào kiếm si ta đang tự lập một môn kiếm pháp hệ lôi tên bạo lôi kiếm pháp cần lôi quả này đến rèn luyện kiếm ý của ta đúng là gọi kiếm si nhưng đừng không có sáng tạo như thế có được hay không. Lăng Hàn thầm nhổ nước bọt, trong miệng lại nói, ngươi muốn luyện kiếm, ta cũng muốn rèn luyện lôi khu, không thể để cho ngươi. Vậy thì không có cách nào, ta chỉ có giết ngươi, vậy ngươi tự nhiên không cần lôi quả. Lô Nguyên cơ từ tốn nói, không có chút hỏa khí nào. Ở trong mắt hắn, Lăng Hàn không thấy một chút xíu sát khí, thật giống như dưới cái nhìn của hắn, đây chỉ là sự tình rất bình thường. Kiếm si, đúng là kiếm si, một lòng ở kiếm. Dưới cái nhìn của hắn, giết người không phải giết người, mà là quét dọn cản trở trên đường luyện kiếm, nên sẽ không có sát khí lưu truyền, bởi vì tuyệt không có ai ở thời điểm chạy bộ, có tảng đá chặn đường vướng bận, muốn dẹp tảng đá mà lộ ra sát khí cả. Mà hiện tại Lăng Hàn chính là tảng đá này. Lăng Hàn lấy ma sinh kiếm, trong lòng thở dài, xem ra một trận chiến là trốn không thoát. Hảo kiếm, Lô Nguyên cơ nhìn chằm chằm ma sinh kiếm, hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng, không khỏi nói có thể để ta quan sát kiếm này một chút hay không? Ra mặt của Lăng Hàn co giật, chúng ta sắp đánh đến nơi rồi, hơn nữa người nói rõ muốn giết ta, lại còn muốn mượn kiếm của ta quan sát, đầu óc của người có vấn đề sao? Hắn lắc đầu nói, không được, tại sao không được, lâu Nguyên cơ lộ ra vẻ không hiểu, dưới cái nhìn của hắn, bảo kiếm tự nhiên đáng giá thưởng thức, đáng giá hết thảy kiếm khách trong thiên hạ thưởng thức. Lăng Hàn không còn gì để nói, gặp phải loại người tình thương thấp đến giận sôi này, hắn có thể nói cái gì cho phải hắn hơi suy nghĩ, mới nói, ngươi đánh thắng ta, ta liền để ngươi thưởng thức một chút, bằng không, ngươi có tư cách gì chứ? Lô Nguyên cơ sững sờ, sau đó liên tục gật đầu nói, không sai, không sai, bảo kiếm cơ này tuyệt đối không phải phàm phu tục tử có khả năng thưởng thức, ta trước chứng minh thực lực của mình. Hắn cũng rút kiếm, để lăng hàn kinh ngạc chính là, kiếm của tên này làm bằng gỗ. Ha 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 ha, con thỏ trực tiếp ôm bụng cười, còn đặt mông ngồi xuống, loạn đạp hai chân cười chết thỏ ra, lại có người lấy gỗ làm kiếm, ngươi là giết người vẫn khô quỷ. Nhưng tâm tình của Lô Nguyên Cơ không hề biến hóa, cầm kiếm ở trên tay, vẻ chất phác tiêu hết, lông mày, khóe môi trở nên anh khí, kiếm ý càng thêm mãnh liệt. Lăng Hàn không dám khinh thường, mặc dù đối phương làm người có chút kỳ quái, nhưng trình độ kiếm đạo cao đến kinh người. Bởi vì thiên tài và người điên, quái thai thông thường chỉ cách một tia. Đây là chuyên mục tam kiếm ta tự nghĩ ra. Lô Nguyên Cơ nói, khe khẽ dùng kiếm gỗ lên, lập tức hiện ra mấy chục bóng mờ, đó là hắn run trường kiếm quá nhanh lưu lại tàn ảnh. Lăng Hàn khiếp sợ, phải biết tốc độ vận kiếm đạt tới trình độ nhất định sẽ xuất hiện bình cảnh, còn gọi là cực hạn, bởi vì nguyên lực của ngươi có hạn mức tối đa, hơn nữa thân thể cũng có cực hạn, xương cốt, bắp thịt không thể kéo nổi chấn động tần số cao. Thể tu là một biện pháp giải quyết, để thể phách trở nên mạnh mẽ hơn, nắm giữ năng lực đột phá cực hạn. Nhưng Lô Nguyên cơ rõ ràng không phải thể tu, lại có thể vượt qua cực hạn, chuyện này tự nhiên khó mà tin nổi. Phải, tại sao hắn phải dùng kiếm gỗ? Bởi vì kiếm gỗ nhẹ, bằng không bảo kiếm do chân kim cấp 6 cấp 7 chế tạo, như vậy thể tích chỉ ít cũng hơn trăm cân, mà kiếm gỗ nhiều nhất một hai cân, ở trong chấn động tần số cao, gánh nặng của hai tuyệt đối là khác biệt một trời một vực. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, huyền diệu tam thiên đã thủ thế chờ đợi, nói. Vậy ta liền đến lĩnh giáo một hồi, lô nguyên cơ xuất kiếm, veo, thân theo kiếm động, trong nháy mắt đã đi tới trước người Lăng Hàn, một kiếm đảo qua, như thiên ngoại phi tiên. Hắn vung kiếm mà ra, tung xuống ánh kiếm vô tận, óng ánh tươi đẹp, không cách nào diễn tả bằng lời. Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, huyền diệu tam thiên nổ ra. Xeo 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 xeo, oanh 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 oanh, ánh kiếm kích va, phóng ra ánh sáng kinh người, dự âm dung chuyển, ở trong hang núi nho nhỏ va chạm. Cũng còn tốt, hang núi này được phá hư cảnh rèn luyện qua, bằng không bọn họ sẽ bị chôn sống. Ánh kiếm dâng lên, Lăng Hàn và Lô Nguyên cơ cách xa nhau ba trường, quần áo của hai người đều xuất hiện tổn hại, còn có máu tươi chảy ra, nhưng không quá lo. Trong lòng Lăng Hàn cực kỳ khiếp sợ, đối phương đỡ lấy huyền diệu tam thiên. Mặc dù cảnh giới của đối phương cao hơn, đạt đến Linh Anh tầng 5, nhưng Lăng Hàn dùng tới huyền diệu tam thiên, hơn nữa lấy ma sinh kiếm thôi phát ra, vốn nên quét ngang toàn bộ Linh Anh cảnh mới đúng. Mạnh, thực sự rất mạnh, hơn nữa, thanh kiếm gỗ của đối phương cũng không đơn giản, tuyệt đối không phải phàm mộc, mà là vật liệu vô cùng cao cấp mới có thể đối kháng với ma sinh kiếm. Càng quan trọng chính là, đối phương ngưng ra kiếm mang, hơn nữa tuyệt không chỉ 10 đạo kiếm khí, uy lực cực kỳ đáng sợ. Những cái này trùng điệp, mới để Lô Nguyên Cơ có thể đối kháng huyền diệu tam thiên. Nhưng vẻ mặt của Lô Nguyên Cơ không có chút biến hóa, tựa hồ đối với chuyện lăng hàn có thể lấy tu vi sinh hoa cảnh cùng hắn liều cân sức ngang tài không có gì lạ. Hắn chỉ càng bộc lộ kiếm ý, kiếm gỗ dương lên, quét tới một chiêu kiếm. Lăng Hàn vận chuyển lôi động cửu thiên, triển khai quỷ tiên bộ, thân hình bỗng nhiên ra tốc lùi về sau, bỏ qua chiêu kiếm này. Hắn giơ kiếm ở trước ngực, vạn pháp quy nhất đang xúc lực. Lô Nguyên Cơ cũng dừng lại, sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Lăng Hàn, kiếm gỗ hơi dương lên, mũi kiếm có một đạo ánh sáng màu xanh lấp lóe. Kiếm thứ ba, Tử Triền Lạn Đả, thân pháp của ngươi nhanh hơn nữa cũng vô dụng, bị kiếm ý của ta khóa chặt, dù cho ngươi trốn đến chân trời góc biển, chiêu kiếm này vẫn sẽ đuổi theo, chém qua. Lăng Hàn không nói gì, ngươi không thể đặt một cái tên tốt hơn sao? Chương 651 Tây môn tuấn, chuyên tâm đánh đi, không nên ép ta nhổ nước bọt. Lăng Hàn quát lên, Vạn Pháp Quy Nhất xúc thế chỉ cần một hai cái hô hấp, hơn nữa, thời gian lại ngắn cũng có thể phát động, chỉ là tích trữ sức mạnh ít, uy lực sẽ nhỏ. Lâu Nguyên cờ phi thân ra, kiếm gỗ đảo qua, một đạo kiếm mang to dài xẹt qua, tỏa ra hào quang đáng sợ. Lăng Hàn cũng hét dài một tiếng, vung kiếm đánh trả, Vạn Pháp Quy Nhất bắn ra, 29 đạo kiếm khí ngưng tụ thành giả mang ở dưới vạn pháp quy nhất thôi thúc, chiêu kiếm này thậm chí có thể chém ra phòng ngự của hóa thần cảnh. Dù sao cũng là linh khí cấp 10 a. Ầm, mang giả và mang thật đụng nhau, kích thích ra ánh sáng vô tận, tràn ngập toàn bộ sơn động. Thời điểm ánh sáng biến mất, chỉ thấy Lăng Hàn và Lô Nguyên Cơ đều bị thương, hiển nhiên ở đòn này hai người ai cũng không chiếm được tiện nghi. Có điều, thể phách của Lăng Hàn quá mạnh mẽ, bị thương nhẹ hơn rất nhiều, hơn nữa hắn còn tu luyện bất diệt thiên kinh, thương thế đang lấy tốc độ cực nhanh phục hồi như cũ lô nguyên cơ tra kiếm vào vỏ ta không cách nào đánh bại ngươi lang hàn gật gù nói ta muốn đánh bại ngươi cũng rất khó hiện tại huyền nguyên tam thức cũng không phải vương bài của hắn mà là ba môn thần thông nếu như hắn lấy lạc nhật cung dùng mũi tên do chân kim cấp 8 chế tạo uy lực kia tự nhiên sẽ càng mạnh lô nguyên cơ quay người rời đi không nhìn cây lôi liên kia một chút cực kỳ hào hiệp người này rất kỳ quái nhưng cầm lên được thì thả xuống được chỉ là quá chuyên tu kiếm có chút không thông nhân tình tình thương thấp ngược lại không thể xem như kẻ ác thiên hạ quả nhiên lớn người vô số thiên tài cũng vô số lô nguyên cơ này nghe cũng chưa từng nghe nói như đột nhiên xông ra vậy đùng 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 lô nguyên cơ mới vừa đi lại có tiếng bước chân truyền đến không để yên sao lang hàn vội chạy tới lôi trì hái đoá lôi liên kia xuống đây không phải thần dược chân chính chỉ là sức mạnh lôi đình hình thành hình thái đặc thù là một loại lột xác bởi vậy cho dù chồng ở trong hắc tháp cũng vô dụng căn bản không thể sinh ra cây thứ hai. Lôi linh vẫn chưa xúc tích thành công, tự nhiên không coi là sinh linh chân chính, cũng không dùng ý thức có thể nói, lại thêm lôi chỉ đã khô cạn, lăng hàn dễ như ăn cháo liền rút lôi liên ra, thu vào trong hắc tháp. Hiện tại còn không vội luyện hóa, tiếng bước chân truyền đến, lần này đến năm người, một nam bốn nữ, nam rất anh tuấn, mà bốn nữ đẹp thì đẹp, nhưng quá yêu diếm, nhất cử nhất động, nở nụ cười nhân mặt đều như đang câu dẫn nam nhân, tao đến tận xương. Ánh mắt của nam tử đảo qua, nhìn thấy lôi trì trống rỗng, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, quát lên. Có phải là ngươi lấy đi thiên vân tử lôi không? Lăng Hàn không đáp, xoay người nhìn vách tường ban nãy. Lớn mật, thiếu chủ nhà ta hỏi ngươi, ngươi dám không đáp. Một cô gái hử nói, số nữ nhân, ngươi dám hung Lăng Hàn của nữ. Hổ nữ giận tím mặt, nhìn chằm chằm đối phương, đằng đằng sát khí. Cắn, cắn chết nàng, con thỏ là e sợ cho thiên hạ không loạn, ở một bên thét to nhưng hổ nữ bĩu môi nàng quá thối nữ không cắn được vậy sao ngươi cắn thỏ ra nhiều như vậy con thỏ tức chết rồi thịt thỏ thơm ăn ngon hai mắt hổ nữ tỏa ánh sáng các ngươi nữ tử kia giận dữ một người một thỏ kia lại dám không nhìn nàng chờ chút con thỏ lại biết nói nam tử có vẻ thiếu kiên nhẫn nói bản thiếu tây môn tuấn truyền nhân của phong nguyệt tông còn không mau giao thiên vân tử lôi ra đây bằng không bản thiếu giết ngươi phong nguyệt tông Lăng Hàn không khỏi ha một tiếng, nói, Phong Nguyệt Tông rất trâu bò sao, hư, thiếu chủ nhà ta chính là tứ đồ đệ của Tông chủ Phong Nguyệt Tông, mới 34 tuổi đã bước vào Linh Anh, tu vi bực này, phóng nhãn Trung Châu cũng có thể đưa về hàng ngũ thiên tài hàng đầu. Nữ tử thứ hai tán dương, điều này hiển nhiên để Tây Môn Tuấn rất vui vẻ, rào rạt đắc ý ôm hai tay ở trước ngực, bày ra một bộ ta rất trâu bò, các người mau tới sùng bái. Lăng Hàn nói, xem ra, Phong Nguyệt Tông Tông chủ không chỉ chết con trai, cũng phải ít đi một đồ đệ. Loại tông môn tà khí bị ổi này, một ngày nào đó ta sẽ quét sạch sành xanh. Cái, cái gì, Tây Môn Tuấn không khỏi cả kinh, nhìn Lăng Hàn nói. Lẽ nào hồ sư đệ là bị ngươi giết? Trả lời chính xác, Lăng Hàn vỗ tay, Tây Môn Tuấn cười to. Thực sự là trời cũng giúp ta. Sư phụ đã hạ mệnh lệnh, nếu ai có thể bắt hoặc giết hung đồ sát hại hồ sư đệ, thì sẽ truyền cho vị trí tông chủ. Ngày hôm nay, bản thiếu không chỉ thu hoạch thiên vân tử lôi, còn sắp trở thành thiếu tông chủ của Phong Nguyệt Tông. Hắn quá cao hứng, thực sự là song hỷ lâm môn, vận may tuyệt vời a. À. Chúc mừng thiếu chủ, không, phải nói là chúc mừng thiếu tông chủ, chúc mừng thiếu tông chủ. Bốn nữ tử đều hoan hô nói, dồn dập nhào tới dâng lên môi thơm, mà Tây Môn Tuấn thì ai đến cũng không cự tuyệt, hai tay còn sờ tới sờ lui ở trên người tứ nữ, nếu không phải nơi đây còn có Lăng Hàn chưa giải quyết, tin tưởng bọn họ cũng không ngại làm một phát. Lăng Hàn che mắt của hổ nữ, trên mặt lộ ra sát khí thực sự là một bầy cầu nam nữ không giết không thể dẹp yên càn khôn thanh thiên sáng sủa cũng phải bị ô uế che khuất hắn không nói hai lời trên người lóe lên ánh chấp đã giết tới lớn mật bốn nữ tử đồng thời đập ra phản kích về phía lăng hàn lăng hàn vung kiếm ma sinh kiếm kích bắn ai có thể ngang hàng phốc 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 bốn cái đầu người bay lên trời bốn bộ thi thể không đầu khua tay múa chân trong cổ phun mạnh máu tươi không Tây Môn Tuấn gào thét, tuy hắn không thiếu mỹ nữ, nhưng tứ nữ này là hắn thích nhất, không chỉ dung mạo thượng thừa, hơn nữa tao đến tận xương, trình độ võ đạo cũng không thấp, thường xuyên có thể thay hắn ra tay, bớt đi rất nhiều phiền phức. Ngươi, nên, chết, hắn nhìn chằm chằm lăng hàn, trong mắt muốn phun ra lửa. Chết muội muội ngươi, lăng hàn lại giết tới, trên người ánh chấp lấp lóe, tốc độ nhanh kinh người. Tây Môn Tuấn chỉ có thể bằng trực giác chống đỡ, trong tay hắn có thêm hai cái truy màu đen, trên truy có một vòng tròn hình mạch văn, tỏa ra khí tức đáng sợ, hiển nhiên là không bình thường. Oanh, chỉ là hắn chặn được kiếm của Lăng Hàn, nhưng căn bản hóa không hết sức mạnh kinh khủng kia, cả người bị đánh bay, oanh, hắn đụng vào trên vách động, chấn đến toàn thân phun ra mưa máu. Phải biết động này được phá hư cảnh rèn luyện qua, có thể không cứng rắn sao? Tây Môn Tuấn lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn là linh anh cảnh a, nhưng lại không địch nổi một chiêu kiếm của Lăng Hàn, sao có thể có chuyện đó? Không có gì không thể người chỉ là ếch ngồi đáy giếng, làm sao biết cường giả trên đời này mạnh thế nào. Lăng Hàn lại vung một kiếm, đệ tử của Phong Nguyệt Tông tất cả đều là hạng người vô liêm sỉ, mỗi một cái đều chết không hết tội. Phốc, đầu của Tây Môn Tuấn phóng lên trời, chương 652, lời nói dối lớn của trời. Người sẽ càng ngày càng nhiều, phải mau mau quyết định. Lăng Hàn thu kiếm, quay đầu lại nhìn về phía vách tường ngăn trở đường đi. Không thể đi về phía trước, 999 ô đá, trên mỗi một ô vuông đều khắc một bức họa, trẻ có già có, nữ có nam có. Đây là cơ quan sao, chọn sai sẽ có cấm chế đáng sợ giết người. Lăng Hàn lẩm bẩm nói, ánh mắt đảo qua một vòng, sau đó nhìn chằm chằm một bộ chân dung, lộ ra nụ cười. Hẳn là như vậy, này không phải từ tuyết tiên sao. Nếu không được ký ức linh thạch trong lôi đình chiến giáp, chỉ trùng hợp tới chỗ này, như vậy khả năng chọn trùng ô vuông chỉ có một phần ngàn. Dựa theo tính cách thử người của tuyết tử tiên, chắc chắn sẽ không cho người ta cơ hội thứ hai, nơi đây tuyệt đối có cấm chế, sẽ diệt sát người chọn sai. Động bích này bị tử tuyết tiên rèn luyện, nghĩ đến chính là dùng để diệt khẩu. Hắn đánh ra một đạo kinh khí, đập lên bức họa của tử tuyết tiên. Nhất thời, tường đá phát sinh tiếng vang thẻ thẻ thẻ, bắt đầu chuyển động, chậm rãi tách ra hai bên, tốc độ từ chậm biến nhanh, rất nhanh liền hoàn toàn mở rộng, hiện ra một gian nhà đá, không lớn, rộng một trượng, độ sâu chỉ khoảng hai trượng, đồ vật bên trong càng đơn giản, chỉ có một cái bàn dài, phía trên bầy một quyển sách. Lăng Hàn đi vào, hổ nữ tự nhiên từng bước theo sát, mà con thỏ do dự một chút, cũng đi vào theo. Tường đá cấp tốc hợp lại, nhốt bọn họ ở bên trong. Có điều, tuy bên trong biệt kín, nhưng không hề tối tăm, bốn phía vách tường đều tỏa ra hào quang dịu dàng như Mỹ Ngọc. Lăng Hàn đi tới bàn dài, ngồi xuống, sau đó mở sách ra. Đây chính là đồ vật của tử tuyết tiên lưu lại, không giống trí bảo gì, đường đường cường giả phá hư cảnh lại cực kỳ keo kiệt lang hàn nhìn nhất thời lông mày của hắn nhân lại về sau lộ ra vẻ giận dữ đằng đằng sát khí sau khi hắn xem xong liền đập xuống bàn suýt chút nữa lật đổ cả bàn dài để thỏ ra nhìn con thỏ đoạt lấy bắt đầu nhìn rất nhanh nó cũng lộ ra vẻ kinh sợ có thể không sợ sao nếu từ tuyết tiên nói không sai như vậy toàn bộ hàng thiên đại lục đều sống ở trong một lời nói dối to lớn lang hàn thu dọn tâm tư từ tuyết tiên nói chỉ một sự tình Đại khái ở mấy chục vạn năm trước, thần giới có một ít thế lực đột nhiên sản sinh hứng thú với hàng thiên đại lục. Cái hứng thú này không phải đối với các loại tài nguyên của hàng thiên đại lục, mà là đối với sinh linh của giới này. Đây là một sự tình rất dọa người, mấy thế lực ở thần giới thu được một cổ phương, có thể luyện hóa hết thảy sinh linh của một giới, hợp thành một viên thần đan, vừa có tài nguyên một giới, lại có quy tắc một giới, dù cho ở thần giới cũng là bảo dược vô cùng quý giá. Nhưng mà, nó ở thần giới là thuộc về cấm kỵ, tuyệt đối sẽ không cho phép luyện chế. Nhưng ở hàng thiên đại lục liền không giống, mấy thế lực ở thần giới dễ dàng liền khống chế đại lục này, mà phát ngôn viên chính là năm thượng của tông môn. Tại sao mỗi lần phát sinh đại tai nạn, cuối cùng ngũ đại tông môn luôn có thể ngăn cơn sóng dữ? Bởi vì bọn họ vốn là người mình, hơn nữa cũng không phải ngăn cơn sóng dữ gì, mà là chùi đít. Những thế lực thần giới kia lấy vạn năm làm chu kỳ, như nuôi nhốt súc vật, dùng 10.000 năm để hàng thiên đại lục khôi phục nguyên khí, còn làm cho hoàn cảnh võ đạo xuất hiện tư thế phồn thịnh, cường giả khắp nơi, thiên tài ra hết, thiên tài địa bảo cũng xuất hiện gấp mấy lần, đây là 10.000 năm tích lũy, nghênh đón một lần bạo phát, chính là vì tác thành thần giới, luyện thành nhất giới đan. Đan dược cô động một giới, tự nhiên công hiệu cao ngất. Từ tuyết tiên là đệ tử kiệt xuất nhất của thanh lôi tông, còn là hậu duệ của chủng tộc mạnh mẽ nào đó ở thần giới, sau khi nàng hiểu rõ chân tướng, liền tức giận không thôi, một mặt, nàng lưu lại hết thảy chân tướng, mặt khác, nàng bắt đầu chống lại kẻ thu gạt ở thần giới. Kết quả Lăng Hàn nhìn thấy, cường giả thần giới quá nhiều, ba người liên thủ liền đủ để áp chế nàng. Mà bổ thiên học viện thành lập cũng là một âm mưu, dụng ý là chọn thiên kiêu đương đại, nhưng không phải vì tương lai lưu lại mồi lửa gì, mà sẽ mang vào thần giới, sau khi tẩy não sẽ trở thành thế lực lệ thuộc, nói thẳng thắn một chút. Chính là chó săn, thiên tài có thể trở thành chó săn hữu dụng, mặt khác, đan sư cấp cao, hoặc đan sư có năng lực xuất chúng cũng sẽ bị mang đi thần giới có thể được truyền thụ thuật luyện đan thần cấp nhưng tự nhiên không phải vì bồi dưỡng mà xem bọn họ là công cụ luyện đan đến lúc đó ngoại trừ như con thỏ loại tồn tại có bối cảnh ở thần giới những người khác sẽ bị tuyệt diệt không phân nhân loại hay yêu thú cây cối thậm chí thạch linh hỏa linh thủy linh sau khi nhất giới đan luyện thành toàn bộ hàng thiên đại lục sẽ trở thành một mảnh đất trống không sinh linh hầu như chết sạch những thế lực thần giới này cũng chính là khởi nguồn chân chính của thiên kiếm tông tuyệt đao tông xưng là thiên kiếm cung tuyệt đao điện ở thần giới cũng là thế lực rất mạnh hành vi của bọn họ cũng không phải không người nghe thấy nhưng kiêng kỵ thực lực của bọn họ hơn nữa gieo vạ lại chỉ là run dế hạ giới nên mọi người mở một mắt nhắm một mắt lại nói loại tồn tại có bối cảnh như con thỏ có thể tránh được một kiếp như vậy mấy lão gia hỏa phi thăng thần giới trước đó cũng sẽ không đại náo nói tóm lại ngũ đại thế lực kia tiến hành việc này rất thuận lợi trước trước sau sau đã luyện chế mấy chục lần nhất giới đan dựa vào nó bồi dưỡng được rất nhiều cường giả ở thần giới cũng có thể hô mưa gọi gió nếu kiếp trước lăng hàn không bị hắc tháp đập vỡ thân thể vậy hắn chỉ có hai lựa chọn thứ nhất hắn bị mang đi thần giới lấy thiên phú đan đạo của hắn nhất định có thể được bồi dưỡng còn có thể lấy nữ tử thần giới làm vợ nhưng nói tóm lại vẫn không trốn được mệnh làm nô tài thứ hai hắn lấy cái chết chống lại nhưng khẳng định là khó thoát khỏi cái chết chính bởi vì thế ngũ đại tông môn mới cam hận thiên thi tông như vậy, bởi vì thiên thi tông muốn biến hết thảy sinh linh thành thi binh, như vậy còn làm sao luyện chế nhất giới đan, nguyên liệu căn bản không đủ dùng. Trước đó Lăng Hàn vẫn kỳ quái, nếu thần giới thật muốn xâm lấn hàng thiên đại lục, ngũ đại tông môn dựa vào cái gì đối kháng, lại có thể đánh thần giới chạy trở về. Nhưng trên thực tế, bọn họ vốn là một nhóm, đợi luyện thành nhất giới đan, đám người thiên kiếm cung sẽ lưu lại một nhóm hạt giống, lấy vạn năm để hằng thiên đại lục chậm rãi khôi phục nguyên khí, chờ đợi lần thu gặt tiếp theo. ngũ đại tông môn sẽ phụ trách tỏa chấn, dẫn dắt phó đạo phát triển. bằng không vạn năm đi qua, nói không chắc phó đạo ở hằng thiên đại lục chỉ có thể khôi phục tới linh hải, thần thai, như vậy hiệu quả luyện chế nhất giới đan sẽ kém. mà chu kỳ một vạn năm cũng sắp đến, kẻ thu gặt ở thần giới sẽ tiến vào hằng thiên đại lục, liên thủ với đám người thiên kiếm tông, lấy hằng thiên đại lục làm đỉnh, lấy thiên hạ muôn dân làm dược, luyện chế nhất giới đan đáng chết, đều đáng giết ngàn đao. Con thỏ nổi trận lôi đình, chương 653, trong phẫn nộ đột phá. Lăng Hàn cũng nổi giận, trên trán hẳn gân xanh, bốc cháy lên sát khí như muốn đốt trời. Quá đáng trách, lại xem sinh linh một giới là dược liệu luyện chế, đây là phát điên thế nào. Lẽ nào ngũ đại thần tông đều do yêu thú hóa hình sao? Coi như là yêu thú hóa hình, nhưng hàng thiên đại lục lại không phải chỉ có nhân tộc. Ở trên vùng đất này, có bằng hiếu, người thân của hắn, nhưng ở tương lai không xa đột nhiên gặp phải đại họa điều này làm cho hắn sát khí ngút trời nếu trời bất công ta liền diệt trời trong lòng lăng hàn bay lên ý niệm như vậy phù toàn thân hắn chấn động tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu cả người có kiếm ý giật động thật giống như cả người đã biến thành kiếm lộ hết sắc bén mẹ kiếp tiểu tử này quá kích động muốn mộ đạo con thỏ kinh ngạc thốt lên cũng tràn ngập ước ao thế nhân đều nói ở dưới tâm tình cực đoan dễ dàng mộ đạo đó chỉ là nhằm vào thiên tài người tư chất không đủ, lại kích động cũng uổng phí. Xeo xeo xeo, ngón tay của Lăng Hàn vô ý thức đung đưa, từng đạo kiếm khí bay múa. Đây là một mật thất, lại không lớn, dưới kiếm khí ngang dọc, nhất thời tràn ngập toàn bộ mật thất. À ơ ơ, muốn bắn chết thỏ ra nhà ngươi sao? Con thỏ vội chạy trốn, nhưng trong này khắp nơi là kiếm khí, nó chỉ đành vận chuyển nguyên lực hình thành tấm chắn ngạnh kháng, nhưng sức chiến đấu của Lăng Hàn quá đáng sợ, dù cho những kiếm khí này chỉ là do ngón tay bắn ra, lực sát thương vẫn rất kinh người, để nó hoa hoa kêu thảm thiết. May mắn chính là, nó cũng thuộc loại yêu nghiệt, tầng ra trên người ngay cả hổ nữ cũng cắn không lùng, ngại kháng mấy kiếm khí của lăng hàn sẽ không sao, nhưng đau tự nhiên là khó tránh khỏi. Hổ nữ thì khanh khách cười duyên, ở dưới kiếm khí đi lại như thường, thân hình vượt qua, thậm chí còn có thể biến hình, đột tránh, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Con thỏ không khỏi trừng lớn hai mắt, lầm bẩm nói. Lôi đình chi thân đại thành sao? Thực sự là kinh người, có thể hóa thành ánh chấp tùy ý biến hóa thân thể, thậm chí như ánh chấp lấp lóe, áp xúc không gian hình thành thuấn di cự ly ngắn. Nếu nha đầu này thật sự có tổ tiên ở thần giới, vậy sẽ là nhân vật cấp bậc nào? Thần vương sao, lang hàn tiến vào trạng thái vô ý thức, dưới sự giận dữ, ngược lại để hắn thu được đột phá. Cửa lớn của 30 đạo kiếm khí đang từ từ mở ra. Hắn dừng lại ở cấp độ 29 đạo kiếm khí rất lâu, đây là một bình cảnh chân chính, xưa nay bị cho là số lượng cực hạn của khí, Tự nhiên rất khó có thể vượt qua, dù hắn kỳ tài ngất trời vẫn bị kẹt lại. Nhiều ngày trôi qua, hắn đã có lĩnh ngộ mông lung, thật giống như chỉ cách một tầng giấy, nhưng Thủy trung chênh lệch tí tẹo như vậy. Cho đến lúc này, dưới cơn giận dữ, tầng giấy kia đã bị phá tan. Ong ong ong, cả người lang hàn đều phát tán ra kiếm khí, không chỉ là ngón tay nữa. 30 đạo kiếm khí, thật đến cực hạn, đây là một lần lột xác. Thành công, con thỏ kinh hô, tiểu tử này cũng là quái thai. Lính ngộ khí lại như uống nước, tuy lính ngộ khí không tính cái gì, chỉ là một ngọn núi nho nhỏ của võ đạo, còn có rất nhiều ngọn núi cao hơn cần vượt qua, nhưng đã có thể thấy được lang hàn yêu nghiệt. Lang hàn đột nhiên mở hai mắt, lộ ra vẻ vui mừng, không nghĩ tới lại ở trong trạng thái này đạt đến 30 đạo kiếm khí. Hiện tại hắn có thể ngưng mang, không cần lấy giả mang chiến đấu nữa, sức chiến đấu tự nhiên tăng lên rất nhiều. Có điều, kinh nghỉ cũng khó có thể xóa đi phẫn nộ của hắn, ngũ đại tông môn thực là phát điên, rõ ràng coi toàn bộ thiên hạ như gia súc nuôi nhốt nhưng vạn năm qua lại bày ra bộ dáng ta là chúa cứu thế của các ngươi để thế nhân sùng bái chẳng trách từ tuyết tiên nói bọn họ vẫn sống ở trong lời nói dối to lớn sau diệt thế khẳng định có người giữ lại chân tướng lúc trước nhưng ngũ đại tông môn có một vạn năm tẩy não có thể hủy diệt tội chứng bởi vậy bọn họ vẫn ngồi ở trên thần đàn chẳng trách ngũ đại tông môn quản lý cổ địa đồ chặt như vậy là lo trong cổ địa đồ có khả năng lưu lại đầu mối gì sẽ dẫn ra bí mật của vạn năm trước, thậm chí bí mật hai vạn năm, năm vạn năm, 10 vạn năm trước. Tâm tình của Lăng Hàn ổn định lại, kích động không thể giải quyết vấn đề, ngược lại, hành động theo cảm tình chỉ có thể hỏng chuyện. Tỷ như hiện tại hắn lớn tiếng kêu gọi, nói ra bộ mặt chân chính của Ngũ Đại tông môn, lại có mấy người sẽ tin tưởng. Ngươi làm như vậy không phải dội nước bẩn cho năm thượng của tông môn sao? Đang ô nhục đại công thần của vạn năm trước sao? Lòng dạ đáng chém. Chẳng trách tiểu đao vương coi thường sinh mệnh như vậy, bởi vì ở trong mắt hắn, những cái này sau đó đều là dược cặn, chết mấy cái lại có quan hệ gì. Ta thề, không chỉ san bằng ngũ đại tông môn ở nơi này, ngày sau bước lên thần giới, ngũ đại thần tông kia cũng khó thoát vận mệnh hủy diệt. Lăng Hàn siết nắm đấm nói, tiểu tử, thỏ ra ủng hộ ngươi ở trên tinh thần. Con thỏ vô căn cứ nói, Lăng Hàn, nếu ủng hộ ngươi, đánh đổ hết thảy mọi người, ngươi làm hoàng đế, nếu làm hoàng hậu. Hổ Nữu rất nghĩa khí, cũng hoàn toàn không biết cái gì là ngượng ngùng. Lang Hàn cười ha ha, nhưng hổ nữ nói đến hoàng đế hoàng hậu, lại để hắn hơi động. Từ tuyết tiên không chỉ để lại chân tướng, còn nhắc phải giải khốn cục này như thế nào. Đơn giản, khai thiên, mang theo toàn bộ hàng thiên đại lục phi thăng thần giới, làm cho hàng thiên đại lục trở thành một bộ phận của thần giới. Như vậy, thần giới có quy củ của thần giới, ngũ đại thần tông tuyệt đối không thể hạ độc thủ với con dân thần thổ, nếu không sẽ bị toàn bộ thần giới thảo phạt coi như ngũ đại thần tông rất châu bò, cũng tuyệt đối không chịu nổi. Khai thiên, nói nghe thì dễ. Phong phá vân nói hiện tại phá hư thành thần sẽ có nguy hiểm rất lớn, đó là bởi vì ngũ đại thần tông phong tỏa thông đạo thành thần của giới này, bày xuống sát trận, có thể chém giết bất kỳ phá hư cảnh nào. Ở giới này, phá hư cảnh chính là mạnh nhất, ngay cả thần linh hạ giới cũng sẽ bị thiên đạo hạn chế, chỉ khi nào rời khỏi nơi này, phá hư cảnh vẫn là phá hư cảnh, nhưng thần linh sẽ khôi phục thành thần linh thần linh giết phá hư, dễ như ăn cháo. Vì lẽ đó, ngoại trừ người của ngũ đại tông môn có thể phá tan hư không tiến vào thần giới, những người khác làm như thế là tự tìm đường chết. Thế nhưng, hiện tại cũng là thời cơ tốt nhất, bởi vì quy luật phát triển của hàng thiên đại lục bị ngũ đại thần tông thay đổi, hầu như phóng hết 10.000 năm tích lũy trong vòng mấy trăm năm, cái này có thể để cho bọn họ luyện chế nhất giới đan hiệu quả tốt nhất, nhưng đối với võ giả nơi này mà nói, cũng là kỳ ngộ trưởng thành nhanh chóng. Bằng không, từ đâu tới nhiều thiên tài như vậy, Lăng Hàn không khỏi nghĩ bốn đồ đệ của hắn như thế nào. Nếu bọn họ đều thành thần linh, có phải đã bán tôn nghiêm của mình không? Sắc mặt của Lăng Hàn âm trầm, ngày sau nếu như có thể nhìn thấy bọn người giang dược phong, hắn nhất định phải hỏi rõ, bằng không hắn nhất định sẽ chấp hành môn quy, quét sạch loại phẩm đức bất lương. Hiện tại vấn đề trở lại trên khai thiên. Khai thiên nhất định phải lấy hình thức quốc gia, bởi vì sức chiến đấu của một người có hạt, nhưng muốn dẫn toàn bộ đại lục tiến vào thần giới, này cần sức mạnh của mấy trăm thậm chí mấy ngàn phá hư cảnh. Vì lẽ đó, chỉ có thể mượn quốc thế, mới có thể phá cửu thiên, nhập thần giới, biến hàng thiên đại lục thành một phần tử của thần giới, người người đều có hy vọng thành thần. Ô, Mã Đa Bảo, Lăng Hàn đột nhiên nghĩ đến, Mã Đa Bảo mấy lần đề cập với hắn khai thiên, còn coi thần giới mới là kẻ địch lớn nhất của bọn họ, lẽ nào hắn đã sớm biết chân tướng? Bằng không, tại sao hắn muốn thành lập tử Nguyệt Hoàng Triều? mươi 654 kế hoạch, nhất định phải đi gặp Mã Đa Bảo. Lăng Hàn nói, kỳ thực cái gọi là chân tướng cũng chỉ là lời nói một bên của tử tuyết tiên, nhưng Lăng Hàn nhìn thấy nàng lưu lại ký ức thạch, lại thêm điều này hoàn toàn hợp lý mà giải thích điểm đáng ngờ trong lòng hắn lâu nay, để hắn không chút do so dự lựa chọn tin tưởng. Khai thiên là con đường duy nhất, nhưng đầu tiên phải thành lập một quốc gia. Lăng Hàn thầm nói, không khỏi lộ ra nụ cười khổ, tính hắn thích tự do, bảo hắn làm hoàng đế thực sự là quá rằn vặt, vì cha mẹ, vì bằng hiếu, vì các nàng toàn nhi, phải khổ cũng phải làm." Lang Hàn kiên định niềm tin, có điều, tùy tiện kiến quốc sẽ đưa tới ngũ đại tông môn đả kích, coi như ta có hắc tháp cũng không thể thu hết toàn bộ quốc gia vào, như vậy, một quốc chủ luôn chạy trốn làm sao có thể thắng được dân tâm, được quốc thế bổ trợ. Tích Lương rộng rãi, trì hoãn xưng vương, ta có thể đi Bổ Thiên học viện trước, nơi đó tập hợp trí ít 9 phần 10 thiên tài của thiên hạ, nếu như có thể kéo bọn họ vào dưới trướng vậy chỉ cần thực lực của ta vừa đến, liền có thể trong một đêm khuấy tung thiên địa. Không sai, không sai, những người kia không chỉ thiên phú tuyệt vời, hơn nữa còn là người tài ba của mỗi thế lực, gia tộc, mời chào bọn họ, chẳng khác nào mời chào thế lực phía sau bọn họ, vô cùng hữu ích cho kiến quốc. Vì lẽ đó, bước thứ nhất, ta bắt đầu dùng thân phận của đan sư thiên cấp, thứ hai, ở võ đạo cũng như khổng tước xòe đuôi, kiêu căng làm việc, tăng cường thêm thẻ đánh bạc. Muốn thu phục người trẻ tuổi, một là cho bọn họ đủ chỗ tốt, hai là nghiền ép bọn họ về mặt thực lực. Hai điểm này ta đều có thể làm được, có chút thế lực có thể tranh thủ, có chút không biết có phải là chó săn của ngũ đại tông môn không. Ân, trước khi thực lực của ta chưa đại thành, tuyệt không thể kiến quốc, cũng không nói ra kế hoạch ác độc của ngũ đại tông môn, chỉ có thể để người tin cần tuyệt đối tham dự việc này. Vũ Hoàng và Mộ Dung Thanh có thể, Phong Đại ca cũng có thể. Chỉ mong tính khí của Phong Đại ca không quá táo bạo, tuy hắn là cường giả phá hư cảnh, nhưng dù sao chỉ là phá hư tầng 7, thật muốn một thân một mình đối kháng ngũ đại tông môn, hậu quả khó mà lường được. Ngũ đại tông môn, chiếm giữ mấy trăm ngàn năm, chưa từng đứt đoạn truyền thừa, hoàn toàn nắm toàn bộ tài nguyên của đại lục, ai biết gốc khác thế nào. Thậm chí, năm thần tông vì bảo hiểm, mai phục mấy thần linh ở đây cũng có khả năng, gặp phải phá hư cảnh quá mạnh mẽ, trực tiếp khôi phục tu vi thần linh giết chết, lại như lúc trước đối phó tử tuyết tiên vậy. Cẩn thận, cẩn thận, trước khai thiên, kẻ địch lớn nhất chính là ngũ đại tông môn, phải diệt bọn họ trước, sau đó thừa dịp năm thần tông vẫn chưa xâm lấn hạ giới, phá tan hư không, mang theo toàn bộ đại lục phi thăng thần giới. Một kế hoạch rõ ràng hình thành ở trong đầu lăng hàn, hắn siết nắm đấm, ý chí chiến đấu trở nên sục sôi. Hiện tại hắn biết rõ kẻ địch là ai, trường kiếm phải chém tới ai, mục tiêu rõ ràng. Lăng hàn, nơi này chơi không vui, chúng ta đi thôi. Hổ nữ nhảy lại, ca ca lồng ngực của lăng hàn. Lăng hàn cười to, ôm hổ nữ lên, coi như chỉ vì tiểu nha đầu này, hắn cũng nguyện ý khai thiên khai chiến với thần giới hắn gật gù nhìn về phía tường đá lúc đi vào phía trên có tay cầm hiện tại tự nhiên không cần nhận ra chân dung của tử tuyết tiên mới có thể mở cơ quan sách mà tử tuyết tiên lưu lại hắn đã thu vào hắc tháp đối với nữ nhân này lăng hàn tràn ngập khâm phục vì thiên hạ muôn dân nàng phản gia tộc của mình cùng thần là địch cuối cùng hy sinh nữ tử hiếm thấy nàng mới là người được thiên hạ nhớ kỹ nếu như hắn khai thiên thành công như vậy công thần lớn nhất chính là từ tuyết tiên. Thẻ thẻ thẻ, cửa đá từ từ mở ra, cửa mở, cướp bảo vật, nhất thời có bảy người vọt lên, vừa xông tới vừa ra tay đánh lẫn nhau, liều đến hừng hực. Nhưng bọn họ lập tức nhìn thấy lăng hàn, hổ nữ cùng đại bạch thỏ trong thạch thất, đầu tiên là sững sờ, sau đó dồn dập ngừng lại, dùng binh khí chỉ vào bọn họ, hiển nhiên cho rằng lăng hàn được bảo vật trong thạch thất. Sao không gian giới chỉ ra, có thể lưu ngươi một mạng. Một tên nam tử lạnh lùng nói, Hắn chừng 30 tuổi, mặt mày âm trầm, có loại lệ khí đáng sợ. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, giơ hai tay lên nói, "Ta không có không gian giới chỉ thì làm sao bây giờ?" Mặc kệ là không gian linh khí gì, đều lưu lại. Lại có một người mở miệng, bận cầm bao màu đỏ, có vẻ rất tao. Cởi sạch quần áo lại đi ra ngoài, một ông lão hơn 60 tuổi nói, ánh mắt nhìn chằm chằm hạ thân của Lăng Hàn, trong ánh mắt tràn ngập tà khí. Lão bất tử kia biến thái sắc mặt của lăng hàn trở nên âm trầm veo thân hình hắn nhảy một cái ánh chấp lấp lóe hắn đã xuất hiện ở trước người ông lão kia một chiêu kiếm gọt ra căn bản không cần võ kỹ gì trực tiếp xuyên thủng trái tim của hắn phốc máu tươi tung tóe ông lão dùng ánh mắt không thể tin được nhìn lăng hàn hắn là linh anh cảnh a đối phương chỉ là sinh hoa cảnh nhưng kết quả là hắn bị một kiếm xuyên tim mà chết điều này làm cho hắn chết không nhắm mắt lăng hàn thu kiếm đùm ông lão ngã trên đất hắn cười nhạt nói còn có ai muốn bảo vật nữa không? Sáu người còn lại cùng nhau lắc đầu, đùa giỡn, thực lực của bọn họ đều sắp xỉ ông lão, lăng hàn một kiếm liền có thể giải quyết một người, vậy muốn giải quyết bọn họ có phải chỉ là sự tình thêm sáu kiếm không? Ông lão bị thuấn sát dĩ nhiên có chút khinh địch, nhưng lăng hàn ra tay rất tùy ý nha, không triển khai võ kỹ gì, một kiếm liền diệt người, bọn hắn là chơi sao cũng không làm được. Vì bảo vật tất nhiên có thể mạo hiểm, nhưng thuần túy đưa mạng. Vẫn là thôi đi, không muốn, không muốn ha ha, đùa giỡn, tuy thiên địa bảo vật vô chủ, nhưng người tới trước được trước, cái này cũng là quy củ bất thành văn. Huynh đài, ta xin được cáo lui trước, sáu người căn bản không dám lưu lại, chỉ lo lăng hàn nổi lên sát tính làm thịt bọn họ, dù sao người ta đã làm thịt một cái, giết nhiều mấy cái lại có gì chứ. Lăng hàn không có đại khai sát giới, mặc bọn họ rời đi, hiện tại ý nghĩ của hắn không giống trước, quyết định mau chóng khai hỏa thanh danh của mình, ít nhất phải không thua yêu hồi nguyệt, tiểu đao vương. Hắn cũng rời nhà đá, hiện tại, thiên vân tử lôi bị lấy đi, cũng biết chân tướng tử tuyết tiên lưu lại, nơi này đã không có giá trị dừng lại. Lăng hàn mang theo hổ nữ rời đi, tùy ý bỏ con thỏ ở phía sau, cùng hổ nữ tiến vào hắc tháp, tiếp đó, hắn dự định dung hợp thiên vân tử lôi, tu thành lôi đình chi thân, lại ngưng kiếm mang, tu kim cương thể, xung kích linh anh cảnh. Còn con thỏ, tạm thời lăng hàn còn không muốn để nó biết bí mật của hắc tháp, cùng chư toàn nhi ôm nhau tâm tình một chút sau đó Lăng Hàn bắt đầu dung hợp thiên vân tử lôi. chương 655, lôi đình chi thân tiểu thành. Bình thường mà nói, Lăng Hàn không cách nào dung hợp đạo thần lôi này. Đây chính là thần vật sắp xúc tích ra lôi linh, thiên vân tử lôi tuyệt đối có thể xếp vào thập đại lôi đình mạnh nhất thiên hạ, làm sao cũng phải đến thiên nhân cảnh mới có tư cách dung hợp. Những người trẻ tuổi như Lăng Hàn muốn dung hợp tử lôi, vậy phải có một vị thiên nhân cảnh hoặc phá hư cảnh trợ giúp, để bọn họ lấy đại năng lực lau đi hung sát khí của tử lôi, bằng không sức mạnh lôi đình nổ tung ở trong người, mặc ngươi lại thiên tài cũng chỉ có phần chết. Nhưng Lăng Hàn không cần, bởi vì hắn có hắc tháp. Ở trong này, hắn chính là thần, bất luận người nào cũng phải nằm dạp dưới chân hắn, lôi linh tự nhiên cũng không ngoại lệ, huống chi nó còn chưa trở thành lôi linh. Nhưng mà, quá trình dung hợp cũng không đơn giản giống như Lăng Hàn tưởng tượng. Thiên vân tử lôi quá cao cấp, dù cho Lăng Hàn khôi phục tu vi tiếp trước, muốn luyện hóa cũng không dễ dàng, huống chi là đời này. Có hắc tháp, chỉ là để Lang Hàn nắm giữ năng lực luyện hóa tử lôi, mà không phải có thể một lần là xong. Lang Hàn cũng không vội, cách bổ thiên học viện chiêu thu đệ tử còn khoảng 4 tháng, thời gian còn nhiều lắm. Hắn quyết định vào thời điểm chiêu sinh một tiếng hót lên làm kinh người, trở thành thần tượng của thế hệ trẻ tuổi, như vậy ngày sau hắn vung tay hô lên, tự nhiên có vô số người đồng ý đi theo hắn. Tuyệt không thể khinh thường tác dụng của thần tượng, như Vương Y Vân thành lập kích thiên minh, không phải là lấy uy danh của lang nhai thiên sao. Đương nhiên, ngụy lực bản thân Vương Y Vân cũng không thể lơ là, có điều nếu Lăng Hàn nguyện ý, có thể để cho Chư Toàn Nhi làm đại sứ hình tượng nha. Bắc Phực, không, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, ai không nhìn chằm chằm. Sức mạnh lôi đình lan tràn ở trong cơ thể Lăng Hàn, không ngừng cải tạo thân thể của hắn, thay đổi huyết nhục của hắn đi về phía lôi đình. Chuyện này rất thú vị, hắn tu thành thiết bị thể, thể phách cứng như chân kim, giờ hóa lôi đình, lại biến thành tồn tại hầu như không thể chạm. Một truyền thuyết xa xưa hiện lên ở trong đầu hắn, đây là đời trước hắn nghe nói qua. Như lôi đình chi thân hắn sắp tu thành, còn có hỏa diễm thân, băng xương thân. Đều được gọi là linh thể. Đặc điểm lớn nhất của linh thể là có thể không nhìn sức mạnh oanh kích, mặc cho sức mạnh của ngươi vượt qua ta 10 lần, trăm lần, ngàn lần. Nhưng ta thân hóa lôi đình, hỏa diễm, này không phải thực thể, ngươi làm sao tổn thương ta? Này không phải vô địch rồi sao? Không, sức mạnh thuần ví không tổn thương được, nhưng khí có thể. Kiếm khí, đao khí, côn khí. Chỉ cần là khí đều có thể thương tổn được linh thể, nhưng có thể tạo thành thương tổn thế nào, lại phải xem thực lực giữa hai người chênh lệch, có thể tạo thành tổn thương nhẹ, cũng có thể tạo thành trọng thương, thậm chí tử vong. Bất cứ lúc nào, thực lực mới là vương đạo, cái này cũng là nguyên nhân tại sao tu ra khí có thể xưng vương giả, bởi vì nó là thủ đoạn duy nhất có thể thương tổn được linh thể, đương nhiên, khí có thể, vậy mang thì càng không cần phải nói. Thiết bị thể lại hoàn toàn khác nhau, đây là thể phách, quản ngươi có kiếm khí hay không? ta liền ngạnh kháng, không nói hư ảo, bằng thực lực nói chuyện. Thể phách bằng chân kim cùng cấp A, kiếm khí phổ thông căn bản không tổn thương được. Chỉ từ góc độ phòng ngự mà nói, khẳng định là thiết bị thể, kim cương thể càng thêm châu bò, dù sao cũng là bất diệt thiên kinh, từ hắc tháp truyền thừa ra. Lăng Hàn thầm nói, nhưng thân thể lôi đình cũng không tệ, chỉ ít có thể để cho tốc độ của hắn tăng lên vài lần. Mặt khác, chuyện này có thể để cho thể phách cường hoành của hắn trở thành đòn sát thủ cuối cùng, người khác cho rằng đã phá phòng ngự của hắn, ai ngờ căn bản không làm gì được, lại bị hắn một chiêu giết ngược. Lá bài tẩy đương nhiên là càng nhiều càng tốt, ngoài ý muốn chính là, không chỉ lôi động cửu thiên đang hấp thu sức mạnh lôi đình, ngay cả bất diệt thiên kinh cũng vậy, tự động lưu chuyển, tiến hành tranh cướp với lôi động cửu thiên. Càng mấu chốt chính là, bất diệt thiên kinh trâu bò hơn nhiều, để lôi động cửu thiên chỉ có thể như cô dâu nhỏ bị khinh bỉ. Sau khi bất diệt thiên kinh ăn rất nhiều, nó mới có thể lấy được một chút. Dựa vào, hiện tại ta muốn tu thành lôi đình chi thân A, người cướp cái gì, kim cương thể hoàn toàn có thể dùng thiên tài địa bảo khác tu ra, đừng lãng phí sức mạnh lôi đình A. Lăng Hàn vội chủ động áp chế bất diệt thiên kinh, không cho nó tiếp tục lưu chuyển nữa, lôi động cửu thiên mới từ thiếp thành chính thê, tham lam hấp thu sức mạnh lôi đình, để tốc độ hóa lôi đình của Lăng Hàn tăng lên cực nhanh. Thời gian lặng yên trôi qua, Lăng Hàn không phân ngày đêm, chuyên tâm luyện hóa tử lôi. Hiện tại hắn đã đạt đến sinh hoa cảnh đỉnh cao, cũng đánh bóng cảnh giới này đến cực hạn, không thể tăng lên nữa, bởi vậy tự nhiên không cần tu luyện, tu cũng tu không ra chỗ tốt gì. Cũng may, không gian hắc tháp vô cùng lớn, lại trồng vô số hoa cỏ cây cối, hữu sơn hữu thủy, còn có các loại dã thú, yêu thú. Chư Toàn Nhi và Hổ Nữ sẽ không quá cô quạch, cả ngày chính là ăn ăn uống uống. Mà Chư Toàn Nhi bước qua sinh hoa cảnh, Tu Vi đã bắt đầu tăng mạnh. Nàng vốn là một trong mấy thiên kiêu mạnh mẽ nhất bắc vực, không thể thua đám người văn nhất kiếm, mộ dung thanh hiện tại lại được vô số tài nguyên giúp đỡ tiến bộ tự nhiên không cần nói hơn nữa trong lòng nàng cũng kìm nén ý không phục mỗi lần gặp phải nguy hiểm đều phải trốn vào hắc tháp nhưng hổ nữ có thể bồi tiếp lăng hàn mạo hiểm tra cứu nguyên nhân vẫn là thực lực của nàng không đủ chỉ có thể trở thành gánh nặng cho lăng hàn nàng muốn trở nên mạnh hơn thiên tài không đáng sợ đáng sợ chính là thiên tài còn chịu khổ tu vậy thì người bình thường chỉ có thể ngước nhìn một tháng hai tháng Lăng Hàn rốt cuộc tu luyện lôi động cửu thiên đến cảnh giới tiểu thành, có thể hoàn toàn chuyển hóa thân thể thành lôi đình, phối hợp lôi động cửu thiên, tốc độ của hắn sẽ phát huy đến mức tận cùng, thời điểm xuất thủ cũng có thể mang vào sức mạnh lôi đình. Đây chính là thiên vân tử lôi A, sức mạnh lôi đình có thể uy hiếp thiên nhân cảnh, nếu không phải lần này lôi linh đang lột xác đến thời khắc mấu chốt, Lăng Hàn đâu thể nào dễ dàng thu lấy như thế. Vận may cũng là một bộ phận của thực lực, Lăng Hàn không ngừng lại, bởi vì sức mạnh lôi đình còn sót lại một phần ba, Đương nhiên không thể lãng phí, hắn không áp chế Bất Diệt Thiên Kinh nữa, để môn công pháp này hấp thụ. Lôi Động Cửu Thiên vẫn vận chuyển, tu thành Lôi Đình chi thân cũng không phải điểm cuối, hắn còn có thể không ngừng hấp thu sức mạnh Lôi Đình, thật giống như võ giả có thể tích trữ nguyên lực, Lôi Đình đương nhiên cũng có thể tích lũy, tăng uy năng lên. Phẩm chất của Thiên Vân Tử Lôi quá cao, Lăng Hàn cảm giác thân thể của mình đang tiến hành một loại biến hóa kinh người nào đó, cả người thỉnh thoảng có kim quang giật động, nhưng lại kém một bước, không cách nào vượt qua kim cương thể quá khó tu thành, cái này còn ngang tàng hơn chân kim cùng cấp, chỉ ít có thể tăng lên một cấp, như lăng hàn là sinh hoa cảnh, như vậy hắn tu thành kim cương thể liền nắm giữ cường độ của chân kim cấp 7, dù nằm ngủ, mặc cho linh anh cảnh toàn lực oanh kích cũng không thể xúc phạm tới hắn. Huống chi, kim cương thể còn có thể làm cho đoạn chi sống lại, chỉ cần tiêu hao bất diệt chân dịch mà thôi. Hiện tại hắn nắm giữ 6 giọt bất diệt chân dịch, mà tu thành kim cương thể, hạn mức tối đa có thể tăng lên tới 10. Phá cho ta, Lăng Hàn điên cuồng hấp thu sức mạnh lôi đình, bắt đầu ngưng tụ kiếm mang, ở trong nháy mắt tu thành kim cương thể, ngưng tụ kiếm mang, hắn sẽ xung kích linh anh cảnh, chân chính hình thành biến chất. Chương 656, phá linh anh. Thời gian như thoi đưa, lại một tháng trôi qua, chủ yếu là thiên vân tử lôi quá khó luyện hóa, trước trước sau sau tổng cộng bỏ ra 3 tháng mới bị luyện hóa hoàn toàn, đại bộ phận dùng cho Lăng Hàn luyện thành lôi đình chi thân, còn lại một phần 3 bị thể chất của Lăng Hàn hấp thu, tiến quân kim cương cảnh. Nhưng khi Thiên Vân Tử lôi toàn bộ luyện hóa, Lăng Hàn cách kim cương thể vẫn chênh lệch một đường. Hắn lấy linh dịch uống, lại lấy hóa thiên oản, hái linh dược trong hắc tháp tinh luyện. Linh dịch này chiếm được từ thập nhị thiên bí cảnh, có thể coi như thần dịch, cần pha loãng mới có thể hấp thu, nhưng bây giờ vì xung kích kim cương thể, Lăng Hàn chỉ pha loãng đến một phần mười liền uống. Nhất thời, năng lượng cuồng bạo chuyển động loạn ở trong cơ thể hắn, thật giống như đã biến thành biển gầm, muốn đập nát thân thể của hắn. Lăng Hàn vội vận chuyển bất diệt thiên kinh hấp thu những năng lượng này, tiến hành xung kích cuối cùng. Thoải mái, đau, thoải mái là bởi vì thân thể được lượng lớn năng lượng gia trì, áp sát về phía kim cương thể, tầng thứ sinh mệnh tăng lên tự nhiên là vô cùng thoải mái. Nhưng cũng rất đau, những năng lượng này quá cuồng bạo, xung kích ra rẻ cả người hắn phá nát, ngay cả xương cũng len ken muốn đứt đoạn. Vào lúc này, Lăng Hàn lại không thể vận chuyển lôi động cửu thiên, biến mình thành lôi đình chi thân để lẩn tránh thương tổn, như vậy hắn cũng không cần tu kim cương thể làm gì nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng đau cũng vui sướng băng hỏa hai tầng lang hàn không nhịn được cắn răng rên gì trước bị thiên vân tử lôi giật đến toàn thân tê dại hiện tại bị năng lượng cuồng bạo suýt chút nữa xé rách con đường võ đạo thực sự quá gian nan chẳng trách ít người có thể đi tới phần cuối có một số việc không phải ngươi nói kiên trì là được ý nghĩ đơn giản tiếp tục kiên trì khó nhưng kim cương thể đang trong tu thành nếu như đi hết 100 bước mới có thể hoàn thành, như vậy hiện tại hắn đã đi ra 97 bước, chỉ kém một chút. Đến lúc này, coi như tay, chân đứt đoạn, xương cốt toàn thân đứt hết cũng phải cắn răng kiên trì. 98 bước, 99 bước, 100 bước, vù, trong cơ thể lăng hàn thả ra kim quang vô tận, cả người giống như hóa thành chiến thần màu vàng, thần uy lẫm lẫm, cao cao tại thượng. Kim cương thể, đồng thời, đầu ngón tay của hắn cũng có thêm một ánh kiếm, quấn quanh 30 đạo kiếm khí, đang từ trạng thái dày đặc dung hợp, hóa thành một thể chân chính. Kiếm mang chân chính, lang Hàn không ngừng cố gắng, bắt đầu xung kích Linh Anh Cảnh. Dù sao Linh Anh Cảnh vẫn dễ làm nhất, bởi vì kiếp trước hắn đã đi qua bước này, nhưng bất kể là kim cương thể hay kiếm mang, đều là kiếp trước hắn chưa từng đặt chân. Vậy thì đơn giản, chỉ nửa ngày sau, 10 đóa tiên hoa bắt đầu sinh trưởng trên thần đài, năm đóa tiên hoa xuyên thẳng vòng trời, mà trên thiên thần đài, năm đóa tiên hoa như tiên quang hạ xuống. Mười đóa tiên hoa quấn quanh cùng một chỗ, kết thành một tiên quả to lớn. Trong quả xúc tích linh anh, Lăng Hàn vẫy tay, linh dịch linh quả đan dược, dồn dập bị hắn nuốt vào trong miệng, hóa thành lực lượng bản nguyên nhất, giúp hắn xung kích linh anh cảnh. Mấu chốt nhất chính là, hiện tại hắn tu thành kim cương thể, theo cảnh giới tăng lên, kim cương thể cũng phải tăng lên, vậy cần năng lượng là cực kỳ khủng bố. Cũng may, hắn đã tu thành kim cương thể, đây chỉ là tăng đẳng cấp, dễ làm hơn rất nhiều. Tiên quả khẽ run, từng tia gợn sóng lan tràn, mới đầu vỏ trái cây màu vàng óng, nhưng hiện tại càng ngày càng trong suốt, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong xúc tích ra một hình người bé nhỏ, giống lăng hàn như đúc. Này chính là Linh Anh, có thể coi như đạo thần thức thứ hai của võ giả. Trong truyền thuyết, sau khi võ giả thành thần, Linh Anh có thể thoát khiếu ly thể, ngao du thiên địa. Mà nếu thần thức của võ giả bị nổ nát, Linh Anh có thể thay thế chủ thần thức, cho võ giả sinh mệnh thứ hai. Nói tóm lại, ở trong tu luyện sau này, Linh Anh chính là trọng điểm, hết thảy đều quay chung quanh Linh Anh mà chuyển. Lăng Hàn há mồm, như một con cá kinh, cuồng hấp lượng lớn linh dược, mau chóng xúc tích ra Linh Anh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, vốn Lăng Hàn cho rằng mình đã đi qua một lần, đột phá Linh Anh sẽ rất nhanh, nhưng không nghĩ tới lần này Linh Anh của hắn do 10 đóa tiên hoa đồng thời xúc tích, muốn thành hình cần năng lượng giúp đỡ là nhiều khủng bố. Nhưng đối lập, xúc tích ra Linh Anh tự nhiên càng mạnh mẽ hơn. Lăng Hàn bắt đầu đẩy kiếm mang, kim cương thể, lôi đình thể về phía linh anh tuy chỉ là truyền thuyết nhưng vạn nhất trong tương lai linh anh thật sẽ ly thể như vậy hắn muốn cho linh anh của mình nắm giữ năng lực mạnh nhất hắn khắc ý chí võ đạo lên tiên quả đây là đồ vật của bản thân hắn hoàn toàn như một tờ giấy trắng có thể mặc hắn viết rất nhanh trên da tiên quả xuất hiện vô số mạch văn lang hàn lạc ấn tất cả sở học của hắn lên nói theo một ý nghĩa nào đó đây là hắn thứ hai nếu một ngày kia hắn mất trí nhớ cũng có thể từ trên linh anh tìm về võ đạo của mình Đương nhiên chỉ là võ đạo, không thể lạc ấn tính cách, kinh nghiệm của hắn vào, chí ít bây giờ còn chưa được. Sau 7 ngày, trên tiên quả đã che kín mạch văn, tỏa ra khí tức viễn cổ hồng hoang, đặc biệt là Bất Diệt Thiên Kinh, chiếm cứ 99% vị trí, như quân chủ giá lâm, bất kể là Tam Đại Thần Thông hay Huyền Nguyên Tam Thức, đều bị áp chế không còn tính khí. Từ đó có thể nhìn ra, đẳng cấp của Bất Diệt Thiên Kinh cao cỡ nào, dù Tam Đại Thần Thông liên thủ cũng không bằng 1%. Thẻ 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 trên tiên quả hiện ra vết sạn nứt linh anh muốn xuất thế ầm um, lăng hàn cảm thấy chấn động toàn thân khí thế trên người lập tức tăng cao linh anh cảnh trong đan điền linh anh phá tan tiên quả hóa thành một tiểu nhân bồng bềnh ở giữa hai linh hải hai mắt hé mở tỏa ra kim quang óng ánh như một vị chiến thần lăng hàn nhẹ nhàng nháy mắt linh anh cũng nháy mắt theo oanh một ánh kiếm đánh ra thiên địa linh khí lập tức bổ trợ tăng uy lực lên gấp trăm lần Bước vào linh anh, sẽ không còn là tiên hoa xúc động thiên địa linh khí bổ trợ sức chiến đấu, mà là linh anh. Mà linh anh của Lăng Hàn dung hợp 10 đóa tiên hoa, uy lực tuyệt không phải trồng chất đơn giản như vậy. Linh anh tầng 1, nhưng chiến hóa thần chín tinh tuyệt không có vấn đề. Lăng Hàn lộ ra nụ cười, chuyện này rất khó mà tin nổi, phải biết cảnh giới càng cao, vượt cấp chiến đấu càng khó khăn, kiếp trước bọn người kiếm đế ở thiên nhân cảnh cũng chỉ có thể vượt qua khoảng 10 tinh, mà Lăng Hàn tuy vẫn chưa trở lại thiên nhân cảnh hiện tại chỉ là Linh Anh mà thôi, nhưng sức chiến đấu vượt qua gần như 30 tinh, ai biết cũng sẽ tê cả ra đầu. Đương nhiên, đây là tình huống sức chiến đấu của hắn toàn mở, như vận dụng tam đại thần thông, hoặc hai môn thần thông phối hợp huyền nguyên tam thức, nhưng coi như không dùng thần thông và huyền nguyên tam thức, chỉ là kiếm mang và sức chiến đấu cơ sở, giết Linh Anh 20 tinh là tuyệt không có vấn đề. Đối thủ của Lăng Hàn đã không phải thiên kiêu cùng thế hệ, mà là một đời tráng niên. Oanh, hắc tháp cũng chấn động mạnh, từng cái hồ lớn đột nhiên xuất hiện, giữa bầu trời có thác nước buông xuống, cảnh tượng khó mà tin nổi. Người đột phá Linh Anh, tầng thứ hai mở ra, tiểu tháp xuất hiện nói, chương 657, tầng thứ hai của hắc tháp. Tầng thứ hai của hắc tháp mở ra, lăng hàn kinh nghỉ lại hiếu kỳ, mau dẫn ta đi xem, ngươi không phải đã thấy sao, tiểu tháp từ tốn nói, ra mặt của lăng hàn co giật nói, ngươi chơi ta đúng không, không phải nói tổng cộng có tầng 9 sao, mỗi một tầng đều có bảo vật, Ngươi sẽ không nuốt một mình chứ. Thiết, tiểu tháp không hề có cảm giác gì với chuyện cười như vậy, chỉ xì một tiếng nói. Hắc tháp quả thật có tầng 9, nhưng mỗi một tầng phong ấn sức mạnh đều không giống. Tu vi của người tăng lên, đạt đến mức độ nhất định, sẽ phóng thích, dung hợp một tầng sức mạnh, để hắc tháp trở nên càng mạnh mẽ hơn, tác dụng cũng nhiều hơn. Lăng Hàn khinh thường nói, tại sao ngươi không nói sớm, ta cũng là bởi vì tầng thứ hai mở ra, mới thức tỉnh ký ức tương quan. Tiểu tháp bình tĩnh không lay động, lang hàn tràn đầy hoài nghi nhìn nó, ngươi như vậy cũng coi như mất trí nhớ, tùy tiện ngươi nói thế nào cũng được, tiểu tháp vô lại nói, coi như ta sợ ngươi, lang hàn thở dài, vậy ngươi nói một chút, tầng thứ hai cho ta chỗ tốt gì? Tiểu tháp nói, hiện tại ta biết, tám tầng dưới của hắc tháp phân biệt phòng ấn lực lượng ngũ hành, lôi, không gian và thời gian, mỗi mở ra một tầng, hắc tháp có thể thêm một phần sức mạnh đối ứng. Tại sao ta không có cảm giác gì? Lăng Hàn có chút khó chịu, hắn chờ mong tầng thứ hai của hắc tháp rất lâu a. À. Tầng thứ nhất, chính là thổ chi bản nguyên, tiểu tháp lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng dựa vào cái gì linh thảo nơi này có thể sinh trưởng mãnh liệt, một năm bằng ngàn năm. Lúc này Lăng Hàn mới thay đổi sắc mặt, lấy tầng thứ nhất suy tính, hắn có thể cuồn cuộn không ngừng thu hoạch linh dược, chức năng này vô cùng mạnh mẽ. Hắn hỏi, như vậy tầng thứ hai mở ra, thủy chi lực, hắn nhìn thác nước giữa bầu trời, còn có từng cái hổ bóng dưng hiện ra không sai, tầng thứ hai là thủy chi bản nguyên, tiểu tháp gật đầu, có ích lợi gì, lang hàn hỏi, ngươi thật là một con buôn, không thể hỏi vấn đề cao thượng hơn một chút sao. Tiểu tháp xíu cợt, xin lỗi, lang hàn cắn răng, ngươi không phải khí linh sao, có thể đừng nhân tính hóa như thế được không. Tiểu tháp vẫn bình tĩnh như cũ, lạnh nhạt nói, nước, sinh mệnh chi nguyên của vạn vật, có thủy chi lực gia trì, đầu tiên, linh dược sinh trưởng sẽ càng nhanh hơn, dáng dấp càng tốt hơn. Chức năng này không tệ, Lăng Hàn gật gù nói, thứ hai là gì, ngươi không thể hỏi vấn đề cao thượng hơn một chút sao. Tiểu tháp lại trào phúng, Lăng Hàn trợn trắng mắt nói, ngươi có tin, một ngày kia ta có thể tế hắc tháp ra, sẽ ném nó vào trong hầm cầu ngâm ba ngày ba đêm không? Tiểu tháp không còn gì để nói, tựa hồ bị sợ rồi, một lát sau mới nói. Thứ hai, thủy chi bản nguyên và thổ chi bản nguyên gia trì lẫn nhau, có thể thai ngén ra một ít thần dược, tỉ như Phật đạo liên hoa trong lòng lăng hàn run lên phật đạo liên hoa hắn từng thấy danh tự này ở trong di tích cổ là thần dược chân chính ở thần giới cũng thuộc về tồn tại đỉnh cấp phật đạo liên hoa hẳn là thuộc về thần dược cuối cùng theo hai loại bản nguyên gia trì càng dài thần dược sinh dưỡng cũng càng quý giá nhưng thời gian sẽ rất dài tiểu tháp nói tên này nhất định là cố ý đang sâu khẩu vị của mình a à. quả nhiên tiểu tháp lại nói tầng thứ ba kim chi bản nguyên có thể cung cấp chân kim tầng thứ tư hỏa chi bản nguyên, có thể luyện thần thể, người muốn tu luyện công pháp tầng thứ ba của bất diệt thiên kinh, nhất định phải lấy hỏa chi bản nguyên rèn luyện. Đề, tầng thứ 5, mộc chi bản nguyên, này có thể lần thứ hai tăng lên năng lực xúc tích linh dược của hắc tháp, hơn nữa thủy, thổ, mộc ba loại bản nguyên gia trì, có thể xúc tích ra tiên dược tuyệt thế. Tầng thứ sáu, lôi chi bản nguyên, lôi điện rèn luyện, có chút tiên dược đặc thù có thể trưởng thành. Tầng thứ 7, không gian bản nguyên, đến thời điểm đó, người có thể chân chính khống chế hắc tháp, muốn lấy ra liền lấy ra, trợ giúp người chiến đấu, mà khi đó người mới chân chính biết, sức mạnh của hắc tháp mạnh đến mức độ nào. Tầng thứ 8, thời gian bản nguyên, đây là sức mạnh cấm kỵ của thế giới, cụ thể làm sao ngay cả ta cũng không rõ ràng. Tầng thứ 9, thấy tiểu tháp dừng lại, lăng hàn không kìm lòng được hỏi. Tầng thứ 9 làm sao? Ta không biết, tiểu tháp không chút biểu tình nói. Sát, quên đi, sau này vẫn là ít nói chuyện với ngươi, nếu không ta sẽ bị ngươi làm tức chết. Lăng Hàn thở dài, có điều, hắc tháp mở ra tầng thứ hai, có thêm thủy chi bản nguyên là một chuyện tốt, hắn sẽ được thần dược chân chính. Hắn tu luyện quên thời gian, bổ thiên học viện kiểm tra nhập học cũng sắp bắt đầu, nên chạy tới. Lăng Hàn, Lăng Hàn, hắn gọi chư Toàn Nhi và hổ nữu lại, hổ nữ lập tức dính vào trong ngực hắn, có vẻ rất không vui, Lăng Hàn lại mấy tháng không chơi cùng nàng. Chư Toàn Nhi thì ôn nhu như nước nhìn hắn, ánh mắt cực kỳ cảm động. Lăng Hàn gật gù nói, chúng ta đi thôi, bọn họ ra hắc tháp, chạy về cửu Long Sơn, không lâu sau đó, con thỏ tìm tới, tự nhiên mắng lăng hàn một trận, tiểu tử này lại vô thanh vô tức biến mất mấy tháng, để thỏ ra tìm một trận, có phải là muốn xù hai cây long huyết phách vương tham của hắn không? Sau ba ngày, bọn họ trở lại cửu Long Sơn, lúc này, Bổ Thiên Học Viện cũng công bố điều kiện nhập viện cơ bản nhất, không đạt đến thì không cần tham gia sát hạch, căn bản không có tư cách tiến vào. Muốn thu được tư cách sát hạch, phải thỏa mãn một trong hai điểm, sinh hoa cảnh trước 40 tuổi, hoặc trước 70 tuổi thẳng tiến Linh Anh, còn hóa thần cảnh thì không có yêu cầu, bởi vì ngay cả đời tráng niên cũng không nghe nói có thiên tài hóa thần cảnh xuất hiện. Lại qua hai ngày, sát hạch liền chính thức tiến hành. Sát hạch chia làm hai bộ phận, bộ phận thứ nhất rất đơn giản, chỉ cần ở trong thời gian quy định đi ra một khu vực do Bổ Thiên Học Viện bố trí là được. Chỉ cần đi ra ngoài, vậy thì có thể trở thành đệ tử của Bổ Thiên Học Viện. Bước thứ hai là đoạt thạch chiến, ở trong một khu vực khác, Bổ Thiên Học Viện sẽ giấu rất nhiều thạch đầu kỳ dị, không cách nào thu vào không gian giới chỉ, chỉ có thể cất giấu trong người, những tảng đá này sẽ tỏa ra ánh sáng, ở cự ly gần không phải quần áo có khả năng che khuất. Ở trong thời gian quy định, mấy người lấy được thạch đầu nhiều nhất, sẽ trở thành đệ tử trọng điểm bồi dưỡng của học viện, đặt ngang hàng với tiểu đao vương, yêu hồi nguyệt. Lăng Hàn tìm được Vũ Hoàng và Mộ Dung Thanh, cân nhắc hồi lâu, hắn thu hai người vào hắc tháp, sau đó nói ra lưu ngôn của tử tuyết tiên. Không giống nói ở bên ngoài, sợ sát vách có tai. Đây là Mã Đa Bảo nói, vô cùng thận trọng. Lăng Hàn cũng không biết thần linh nắm giữ năng lực như thế nào, cũng không biết ngũ đại thần tông lưu lại thủ đoạn gì trên đại lục này, có thể nghe lén ở tất cả khu vực, sẽ sản sinh cảm ứng với loại từ ngữ mẫn cảm như khai thiên. Vì lẽ đó, an toàn là số 1, chương 658, phân công nhau mà đi. Vũ Hoàng và Mộ Dung Thanh đều kinh hãi đến biến sắc, sau đó giận dữ. Tin tức này quá tràn ngập tính lẫn lộn, thậm chí đại nghịch bất đạo, dám chỉ trích năm thượng của tông môn, nhưng thứ nhất Lăng Hàn là huynh đệ của bọn họ, thứ hai Lăng Hàn cũng phân tích rất nhiều địa phương không hợp lý, không cái nào không chứng minh Lăng Hàn nói đúng. Ngũ Đại Tông Môn, lòng dạ đáng chém, chỉ có khai thiên mới có thể đối kháng. Vũ Hoàng gật gù, mộ dung thanh cũng gật gù, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, tuy tính hắn như con lừa, nhưng ở trước mặt chân tướng như vậy hắn cũng không dám cợt nhả. Lăng Hàn Đại Hỷ nói, đại ca, người tới làm hoàng đế được không? Vũ Hoàng vốn là vũ quốc chi chủ, lý giải quốc thế vượt xa hắn và mộ dung thanh, thậm chí phong phá vân. Vũ Hoàng suy nghĩ một chút, mới lắc đầu nói, không được, không phải ta không muốn đảm đương trọng trách, mà là đảm đương không nổi. Tam đệ, quốc thế không đơn giản như người tưởng tượng, có câu nói thế này, bụng người bao lớn thì ăn bấy nhiêu cơm, nếu thống nhất hàng thiên đại lục, tạo thành một quốc gia, dạng quốc thế này sẽ như một cây thần dược tuyệt thế, người bình thường chỉ có thể quá bổ không tiêu, ăn liền bạo thể mà chết. Đúng vậy, Tam đệ, trong ba huynh đệ chúng ta, tư chất của ngươi mạnh nhất, vị trí hoàng đế này ngươi đến làm đi. Ta và đại ca sẽ phụ trợ ngươi, ba huynh đệ chúng ta liên thủ, trước tiên đánh hạ toàn bộ đại lục. Mộ Dung Thanh cười to nói, tam đệ không muốn, hổ nữ cũng có thể. Vũ Hoàng cười nói, hắn biết Lăng Hàn không lưu ý lực lượng quyền thế, liền cầm hổ nữ ra bôi đen. Hổ nữ lại nói, vậy sau này các người phải gọi nữ là nữ vương đại nhân. Lăng Hàn chỉ có thể cười khổ, để tiểu nha đầu này làm hoàng đế, ngày thứ hai quốc gia liền rối loạn. Vậy thì tam đệ làm a." À. Vũ hoàng gật đầu, liền định như thế đi, hắn cũng không phải người ham quyền thế, bằng không lấy thiên phú cùng thực lực của hắn, ở Bắc Hoang liền có tư cách đột phá sinh hoa, thống nhất Bắc Hoang cửu quốc dễ như trở bàn tay. Ba người lăng hàn nói tới lập quốc, một ít chi tiết khi khai thiên. Chuyện lập quốc với Vũ hoàng mà nói tự nhiên là việc nhỏ, hắn tại vị nhiều năm, khác biệt chỉ là khống chế cương vực to nhỏ và thực lực tướng lĩnh không giống chuyện khác lại có cái gì không giống chứ? Khai thiên thì khó hơn nhiều, muốn dẫn một đại lục phi thăng, vậy cần thực lực mạnh mẽ thế nào? Phá hư tầng 9 là nhất định phải đạt đến, ngoài ra còn phải tập hợp quốc thế của một đại lục, đây là chuyện rất khủng bố. Một người bình thường đương nhiên không có gì, nhưng 10.000 người, một ức người, mỗi người thông qua hình thức quốc gia, cống hiến một phần sức mạnh cho người khai thiên, trồng chất lên sẽ cường đại cỡ nào. Huống chi hàng thiên đại lục không thiếu võ giả, đồng thời trồng chất, Thật không có mấy phá hư cảnh có thể chịu đựng được. Lăng Hàn lại không giống, hắn tu luyện Bất Diệt Thiên Kinh, đã hình thành kim cương thể, mạnh mẽ có thể so với chân kim cao hơn một cảnh giới, đạt đến phá hư cảnh, như vậy thể phách của hắn chính là thần kim. Khi thể phách của hắn đến cực hạn, vậy hắn xúc tích ra sức mạnh còn chưa đủ khai thiên sao? Đến thời điểm đó, Lăng Hàn sẽ ở vào một trạng thái rất kỳ quái, cảnh giới của hắn chỉ là đỉnh cao của giới này, nhưng sức mạnh lại đạt đến thần cấp, sức chiến đấu càng vượt xa chiến một trận với thiên, mang theo toàn bộ đại lục phi thăng. Ba huynh đệ càng nói càng hưng phấn, đây là một tiên phong, nếu thành công, thanh danh của bọn họ sẽ bất hủ, trở thành truyền kỳ. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta càng phải nỗ lực tu luyện. Trước tiến vào bổ thiên học viện, lôi kéo thiên tài khắp nơi, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, lại lập quốc, tụ những người kia về dưới trướng. Ha ha, khai chiến với nam thượng cổ tông môn, ngấm lại liền để ta nhiệt huyết sôi trào, chiến ý trùng thiên. Lăng Hàn lấy ra lượng lớn bảo dược giao cho hai huynh đệ, một là cho chính bọn hắn tu luyện, hai là để bọn họ có thể dùng những bảo vật này mở đường, kết giao thiên tài, thu phục người không ngoài ân uy tịnh thi A. À. Năm người ra hắc tháp, bổ thiên học viện sắp bắt đầu sát hạch. Bọn họ không đi cùng nhau, Vũ Hoàng và Mộ Dung Thanh cũng chia ra, khảo hạch này chính là bước thứ nhất để bọn họ thu mua, thu phục lòng người, tự nhiên phải hành động độc lập, mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Hồ Nữ, Trừ Toàn Nhi vẫn đi cùng Lăng Hàn, ba người đi tới sơn môn của bổ thiên học viện nó mới xây dựng lên có một đại năng thực lực mạnh mẽ tỏa chấn vừa lên liền có vài tên đệ tử trẻ tuổi tiếp đón những đệ tử trẻ tuổi này đều từ trong ngũ đại tông môn điều ra trên mặt có vẻ kiêu căng rõ ràng dù bọn họ không cách nào tiến vào bổ thiên học viện cũng cực kỳ cao ngạo mấy chữ thượng của tông môn này còn chưa đủ để bọn họ dám thi sao bước thứ nhất chắc cốt linh và tu vi không đạt tới yêu cầu thấp nhất ngay cả cửa thứ nhất cũng không có tư cách thử nghiệm chư toàn nhi đi tới Duỗi ra tay nhỏ trắng bóng như ngọc, để đệ tử phụ trách kiểm tra cốt linh mặt đỏ tới mang tay, linh khí trong tay run run, căn bản không đâm xuống được. Bàn tay này thực quá đẹp, thật giống như ông trời điêu khắc ra, mỗi một phân đều cực kỳ hoàn mỹ, để hắn căn bản không đành lòng đâm xuống. Hắn mấy lần đều không hạ thủ được, cuối cùng không thể không nhờ một nữ đệ tử lại, lúc này mới hoàn thành kiểm tra cốt linh. 22 tuổi, tên nữ đệ tử kia tuyên bố, trên mặt có vẻ hoảng sợ. Sinh hoa cảnh 22 tuổi a dù đặt ở trong ngũ đại tông môn cũng là thiên tài ghê gớm, có thể tiến vào 50 vị trí đầu, không, 30 vị trí đầu, cái này cực kỳ kinh người. Tên đại năng ở bên cạnh khẽ vuốt tròm dâu, có vẻ rất hài lòng, xem ra có thể thu được một mầm móng không tệ. Hắn quét nhìn chư toàn nhi một chút, hơi kinh ngạc, cô gái này dịch dung. Có điều, khâu này chỉ kiểm tra cốt linh, không có quy định cần phải dùng mặt thật gặp người, nên nàng không trái quy củ. Vị đại năng kia chỉ hơi chú ý, nhưng không nói thêm gì sau đó là hổ nữ, nhỏ như thế, vài tên đệ tử đều không thể tin được, có mấy người bật cười, đây là bổ thiên học viện thu đệ tử, không phải đùa giỡn. Hiện tại mọi người đều xếp hàng chờ tiến hành kiểm tra cốt linh, phía sau lập tức có người kêu đến nói. Không nên quấy rối mau tránh ra, nhỏ như thế, về nhà bú sữa mẹ đi, ca ca có đường, có muốn tới ăn, oanh, nam tử kia đang muốn nói vài lời hạ lưu, nhưng đã làm hổ nữ tức giận, bóng người lóe lên liền đến trước mặt đối phương, một quyền đập tới, trong ánh chấp đan dệt, không chỉ đánh bay người kia, thậm chí còn đánh thành thi thể. Xì xì xì, trên thân thể người nó còn có ánh chấp màu trắng đan dệt, cực kỳ dọa người. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía lặng lẽ, có thể tới kiểm tra cốt linh, hoặc là sinh hoa cảnh hoặc là linh anh cảnh, bằng không tới làm gì, chẳng lẽ còn muốn lừa dối qua ải. Tên hèn mọn kia nổi tiếng yêu thích hài đồng, có điều xuất thân từ một đại gia tộc, thực lực của bản thân cũng đạt đến sinh hoa cảnh khá được coi trọng, bởi vậy nên không có ai đối phó hắn. Một sinh hoa cảnh A, trực tiếp thuấn sát, người ta có thể không kinh sợ sao. Hổ nữ chống nạnh, hư một tiếng nói, dám đánh chủ ý với nữ, thực sự là tự tìm đường chết. chương 659, chắc cốt linh, được được được, thật là một hạt giống kinh người. Đại năng kia vẫn chập mắt lập tức mở hai mắt ra, thậm chí vỗ tay, còn chết mất một thiên tài lại tính là gì. Nơi này không thiếu thiên tài, hơn nữa, bị một chiêu miểu sát không phải cặn bã sao, căn bản không có tư cách tiến vào bổ thiên học viện. Tiểu nha đầu, người tên là gì? Vẻ mặt của tên đại năng kia ôn hòa nói, hắn là pháp phương của tuyến đao tông, tên quách lương tài, nắm giữ thực lực hóa thần cảnh, đủ để nghiền ép thế hệ trẻ tuổi hiện tại, bằng không sẽ không tỏa chấn được. Hắn nhìn hổ nữ, tràn ngập yêu thích, nếu không phải cảnh giới của hắn quá thấp, thật muốn thu hổ nữ là đệ tử thân truyền A. Nhưng một tiểu nha đầu mới 6, 7 tuổi lại nắm giữ tu vi linh anh cảnh, Thiên tài như vậy là hắn dạy được sao? E chỉ có tông chủ cùng với mấy vị tôn giả mới có tư cách như vậy. Nếu là hổ nữu của Lăng Hàn, hổ nữu có chút nũng nịu nói, chạy đến bên người Lăng Hàn, nắm tay hắn, dáng dấp thiên chân vô tà. Nếu không phải thi thể kia còn nằm trên đất, ánh chắp lấp lóe đùng đùng đùng, e là tất cả mọi người đều bị bộ dáng khả ái thanh thuần của nàng lừa. Quét Lương Tài quét nhìn Lăng Hàn một chút, trong lòng quyết định chú ý, nếu thiên tư của Lăng Hàn không ưu tú, hắn liền giết Lăng Hàn miễn cho ảnh hưởng tiểu nha đầu, hạt giống như vậy, có thể làm được việc lớn. Càng mấu chốt là, tuổi tác còn nhỏ, có thể dễ dàng tẩy não, truyền vào các loại ý nghĩ. Hổ nữ tiến lên kiểm tra cốt linh, lần này ngay cả mấy đệ tử cũng cực kỳ cung kính, người ta được một vị pháp phương hóa thần cảnh sủng ái, hơn nữa, chỉ cần không phải ngớ ngẩn liền có thể thấy, hổ nữ còn nhỏ liền mạnh như vậy, sau này tiền đồ dọa người cỡ nào. Bọn họ chỉ có thể ngước nhìn, 7, 7 tuổi, không tới 8 tuổi cốt linh kiểm tra ra có điều hổ nữ cũng rất tức giận bị một cây kim đâm có chút đau làm cho nàng dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm tên đệ tử kiểm tra cốt linh kia hung quang này thực rất đáng sợ thậm chí vượt qua cấp bậc linh anh cảnh tên đệ tử kia kinh hãi đến không thể khống chế nhất thời có một luồng tanh hôi truyền ra lang hàn kinh ngạc không nghĩ tới hổ nữ cũng đột phá linh anh cảnh có điều tiểu nha đầu từ trước đến giờ quái lạ tu vi tăng lên nhanh hơn nữa cũng rất bình thường hừ quách lương tài rất không vui nhìn tên đệ tử kia quát lên. Còn chưa cút, thu thập sạch sẽ mới được trở lại. Vâng, vâng, tên đệ tử kia vội gật đầu, quay người chạy đi, ở trong lòng hắn không ngờ có một ý nghĩ quái lạ, ánh mắt của hổ nữ còn đáng sợ hơn quách lương tài. Sao có thể có chuyện đó, quách lương tài là hóa thần cảnh, hóa thần cảnh A. Lăng Hàn đi tới, khí tức linh anh cảnh hơi giật động, chứng minh hắn nắm giữ tư cách tiến hành kiểm tra cốt linh. Lúc này, hắn đã khôi phục diện mạo thật sự, nếu quyết định lập quốc khai thiên, vậy sau này hắn chỉ lấy diện mạo thật gặp người. Đan sư thiên cấp, tới chỗ nào cũng có thể nghinh ngang mà đi. Xin mời đưa tay ra, xem ở mặt mũi của hổ nữ, đệ tử kiểm tra cốt linh dùng một chữ mời, bằng không sẽ trực tiếp thét to, không thu được tư cách trực tiếp tiến vào học viện, thiên phú sẽ không quá cao, cần khách khí làm gì. Nhưng hổ nữ xuất hiện để bọn họ rõ ràng một đạo lý, thiên địa quá lớn, không chắc sẽ có vài con cá lọt lưới. Người dám hung lăng hàn của nữ, nhưng hổ nữ còn không thỏa mãn, Trận mắt nhìn đối phương, hung quang giật đáng. Tên đệ tử kia sợ đến đặt mông ngồi trên đất, chỉ cảm thấy mình như bị một hồng hoang cự thú nhìn chằm chằm, cả người bắt đầu nổi da gà, suýt chút nữa không khống chế được. Hắn cuối cùng rõ ràng tên đồng bạn trước kia trải qua chuyện gì, tiểu nha đầu này quả thực không phải người. Lang Hàn khẽ mỉm cười nói, được rồi, không nháo, lúc này hổ nữ mới đổi thành nụ cười, vui vẻ nắm tay của Lăng Hàn, dáng dấp bé ngoan. Lừa gạt người chết không đền mạng a, Người nào tin người đó xui xẻo. Lăng Hàn đưa tay ra, tên đệ tử kia lau mồ hôi lạnh, cầm kim châm trong tay nhưng đang không ngừng run rẩy. Tuy hắn không bị kinh hãi đến không thể khống chế, nhưng thật rất sợ a. À. Ta châm, hắn ổn định tâm thần, đâm tới tay của Lăng Hàn, nhưng kim châm nhỏ như lông châu, lại không cách nào đâm thủng ra của Lăng Hàn. Không nên dùng nguyên lực phòng bị, đệ tử kia có chút không vui nói, nhưng lời còn chưa nói hết, trên mặt lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Biến thái a, rõ ràng không sử dụng nguyên lực hộ thể, nhưng sao da rẻ cứng rắn như vậy, ngay cả thấu cốt châm cũng không cách nào xuyên thấu. Thấu cốt châm, công cụ chuyên môn dùng để kiểm tra cốt linh, có thể dễ dàng đâm thủng da của linh anh cảnh, chạm tới xương, hái ra chút xương cốt, sau đó phía trên sẽ cho thấy tuổi tác đối ứng. Tuổi tác càng nhỏ, mức độ càng tinh chuẩn, lấy năm làm đơn vị, nhưng vượt qua trăm tuổi, vậy thì lấy 10 năm, 20 năm, 50 năm làm đơn vị, bởi vì sau 4-500 tuổi, kém 50 năm thời gian tu luyện hầu như không ảnh hưởng. Nhưng thấu cốt châm lại không phá được da của Lăng Hàn, hơn nữa đối phương căn bản không sử dụng nguyên lực phòng ngự, sao có thể có chuyện đó. Không phải lại gặp biến thái chứ, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, người muốn châm Lăng Hàn tới khi nào. Hổ nữ khó chịu, người có cửu oán đúng không, lại đâm nhiều như vậy. Đệ tử kia bị hổ nữ thúc như thế, tự nhiên càng hoảng, tay run lên, đừng nói châm không phá da rẻ của Lăng Hàn, ngay cả châm cũng không có trong tay. Phế vật, quách lương tài đi lên, đẩy đệ tử kia ra, đoạt thấu cốt châm ghim xuống. Vù, kim châm hạ xuống, cấp tốc biến ngắn, đâm vào rồi, không giống, quách lương tài không khỏi khiếp sợ, thấu cốt châm biến ngắn không phải bởi vì đâm vào da của lăng hàn, mà bởi vì sức mạnh của quách lương tài quá lớn, da của lăng hàn lại cứng, trực tiếp cong gãy, lúc này mới như đâm đi vào. Ta sát, tên biến thái này, bốn phía nguyên bản còn đang cười nhạo tên đệ tử kia xấu mặt, nhưng hiện tại ai cũng không cười nổi. Thể phách kinh người thế nào a, à? ngay cả hóa thần cảnh tự mình ra tay cũng không cách nào làm được. Vẫn là tự ta làm đi, Lăng Hàn nói, lấy ma sinh kiếm ra, chém mình một cái, nhất thời, ra rẻ phá tan. Quách lương tài sững sờ, sau đó lập tức châm xuống, đụng xương của Lăng Hàn một cái, liền thu thấu cốt châm về, vừa nhìn, trên mặt không khỏi lộ ra kinh sợ, bật thốt lên. 19 tuổi, chưa tới 20, ta ngất, những người ở phụ cận đều thất điên bát đảo, lại xuất hiện một biến thái, tuy không biến thái như hổ nữ, nhưng nếu tính cả thể phách đáng sợ của hắn thì không chút thua kém a. À. Lăng Hàn thu ma sinh kiếm, căn bản không cần vận chuyển bất diệt thiên kinh, kim cương thể đã khắc hàm nghĩa của thiên kinh vào mỗi phần huyết nhục, vết thương tự động khép lại, ngay cả một vết sẹo cũng không còn, phảng phất như chưa có chuyện gì xảy ra. Cái này không khỏi để mọi người lại mắng biến thái, làm sao đánh với Lăng Hàn a? À? Thể phách mạnh mẽ coi như cực hạn của linh anh cảnh đi, có mấy người đồng cấp có thể đánh tan? nhưng sức khôi phục lại làm cho người giận sôi cùng cảnh giới là rất khó phá